Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game chương 794, cổ nữ. Chu Văn nghe đoạn hội thoại của bọn hắn rõ ràng, suy đoán lần trước của Độc Cô gia không sai, quả nhiên kẻ giết cướp thai không phải cổ trùng mà là người Tiêu gia làm. Bọn họ đem đứa trẻ kia luyện thành cổ mạng lệ, Chu Văn hiểu biết thập phần hữu hạn đối với cổ mạng lệ, không biết rốt cuộc cổ mạng lệ trưởng thành thế nào. Hiện tại Tiêu gia sắp không khống chế được cổ mạng lệ, muốn dùng vương thiền luyện chế một cổ mạng lệ khác dùng để kiếm chế cổ mạng lệ kia tiêu gia thật độc ác tuy thời đại này muốn mạnh không sai dùng thủ đoạn cũng được nhưng thủ đoạn ngoan độc như vậy thật không thể chấp nhận được trong lòng chu văn nổi lên sát tâm chu văn muốn triệu hồi hàm quan kiếm trước tiên giết chết tiêu thiên phóng và tiêu lục kỳ hai người kia tuyệt đối chết không oan ủng mặt khác những người tiêu gia còn lại lại coi tình huống mà định thời điểm đang chuẩn bị động thủ đột nhiên phát hiện thiếu nữ kia đã đứng trước mặt hắn tự hồ muốn ngăn cản hắn động thủ chu văn nhìn thiếu nữ trước mặt đột nhiên minh bạch cái gì thầm nghĩ trong lòng không phải thiếu nữ này chính là cổ nữ mà bọn hắn luyện chế thành cổ mạng lệ chứ chu văn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng thứ được cung phụng trong phật đường này hẳn là cổ nữ cổ mạng lệ như vậy thiếu nữ cổ quái này chính là bộ dáng cổ nữ sau khi lớn lên nói như vậy cổ mạng lệ không lớn lên nhưng cổ mạng lệ kết hợp với nguyên khí quyết về sau rất có khả năng Hiện tại nàng bị tiêu gia khống chế, nếu ta giết người tiêu gia, nàng sẽ đối địch với ta. Chu Văn nghĩ đến đây, tạm thời không động thủ. Cổ nữ là người đáng thương, nếu không trời sinh thần dị, sẽ không bị tiêu gia làm hại, ngay cả cha mẹ cũng chết thảm, bản thân còn chưa xuất sinh đã bị luyện chế thành cổ mạng lệ. Chu Văn không dám chắc nếu bản thân giết chủ nhân nàng, nàng có thể sống sót được hay không, cho nên tính toán trước tiên không động thủ. Tiêu Thiên phóng suy nghĩ tiếp tục nói. Vô luận vương gia có phát hiện được hay không, sự tình vương thiền tạm thời để sang một bên, trước toàn lực tranh thủ bắt giữ băng tầm cổ vương, nếu thu hoạch được băng tầm cổ vương, chúng ta không cần ỷ lại nhiều vào lực lượng cổ nữ nữa. Băng tầm cổ vương cũng không dễ bắt, nguyên bản cho rằng có cổ nữ tương trợ, hẳn có thể bắt được băng tầm cổ vương, mà đám người đi bắt phát hiện băng tầm cổ vương không phải một con mà là một đôi, cổ nữ cũng không phải đối thủ đôi băng tầm cổ vương kia, nhất định phải nghĩ thêm biện pháp khác tiêu lục kỳ nói đầu thần thoại huyết hạt cổ thuần dưỡng thế nào đã dùng được chưa tiêu thiên phóng trầm ngâm hỏi tiêu lục kỳ cười khổ nói cũng không biết nguyên nhân gì chúng ta dùng cổ nữ bắt thần thoại cổ trùng về đặc biệt khó thuần phục lần trước có ba con huyết hạt cổ thuần dưỡng lâu như vậy làm thế nào cũng không chịu khuất phục con huyết hạt cổ này hơi tốt một chút có điều hiện tại chỉ miễn cường khống chế vậy cũng đủ dùng mang nó đi, dùng nó phân tán lực chú ý của băng tầm cổ vương, chỉ cần đôi băng tầm cổ vương bị tách ra, cổ nữ đối phó một con hẳn dư giả. Tiêu Thiên Phóng nhìn cổ mạng lệ trên bàn thờ, lại tiếp tục nói. Chuẩn bị huyết hạt cổ cho tốt, chúng ta ngày mai lên đường tránh đêm dài lắm mộng, hơn nữa hiện tại độc cô trùng đáng chú ý đầu băng tầm cổ vương, không thể để hắn đắc thủ trước. Ta biết rồi, ta sẽ chuẩn bị ngay. Tiêu Lục Kỳ đáp ứng nói. Cố gắng làm tốt, vị trí gia chủ về sau, ta muốn ngươi tiếp nhận, nhưng muốn làm gia chủ, đầu tiên phải làm người khác tâm phục khẩu phục mới được. Lúc này nếu có thể thuận lợi bắt được đôi băng tầm cổ vương kia, trong đó để một con cho ngươi thuần dưỡng. Tiêu Thiên Phóng nói, Đại ca, ngài thật đẹp trai. Tiêu Lục Kỳ tức khắc vui mừng quá đổi, nhưng tức khắc vui mừng quá đổi. Tiêu Thiên Phóng xua tay nói, Bản thân ta tự biết, mấy năm nay vì áp chế khống chế cổ nữ, thân thể của ta càng ngày càng kém, tinh thần sa sút về sau tiêu gia phải dựa vào ngươi, ngươi phải gánh trách nhiệm này. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ ngươi kỳ vọng. Tiêu lục kỳ vội vàng nói. Tốt, ngươi ngươi đi trước chuẩn bị đi, hy vọng lần này có thành công. Tiêu thiên phóng cố ý bảo tiêu lục kỳ ra ngoài. Khi tiêu lục kỳ đi rồi, một mình tiêu thiên phóng đứng trước cổ mạng lệ, duỗi tay vuốt ve bên ngoài thủy tinh tráo, thần sắc cổ quái nói nhiều năm như vậy ta vẫn không thể hoàn toàn thuần phục ngươi hiện tại kế hoạch cướp vương thiền luyện chế ách vận cổ mạng lệ lại thất bại nếu ngươi lại không chịu thuần phục ta đây chỉ có thể làm bước cuối cùng thân thể của ta thật sự chịu không nổi nữa chờ bắt được băng tầm cổ vương về sau sẽ hoàn toàn hủy diệt ý thức của ngươi tuy vậy sẽ khiến năng lực và linh tính của cổ mạng lệ đại giảm nhưng ngươi đã bước ta đến tuyệt cảnh ta chỉ có thể làm vậy tiêu thiên phóng đứng nơi đó nhìn cổ mạng lệ hồi lâu lúc này mới rời khỏi tiểu viện từ đầu đến cuối thiếu nữ đều ngăn cản chu văn không cho chu văn làm thương tổn tiêu thiên phóng hắn đã hại ngươi như vậy tại sao ngươi lại bảo vệ hắn chu văn hỏi thiếu nữ vẫn trầm mặc như cũ không nói có điều chu văn tự hồ nghĩ được nguyên nhân lại hỏi có phải hắn là chủ nhân của ngươi nếu hắn chết ngươi cũng bị đã kích thiếu nữ ngoài dự đoán gật đầu tự hồ khẳng định câu nói của chu văn Chu Văn thấy thiếu nữ rốt cuộc có phản ứng, trong lòng vui mừng quá đổi, lại hỏi. Ngươi có biện pháp nào không, để ngươi không chịu thương tổn? Thiếu nữ kia chỉ nhìn hắn không trả lời. Chu Văn tỉnh ngộ, biết này thiếu nữ sẽ không nói, vì thế liền chỉ vào cổ mạng lệ trên bàn thờ hỏi. Nếu hắn đưa cái này chuyển nhượng cho ta, như vậy hắn chết đi về sau, có phải ngươi sẽ không bị thương? Lúc này thiếu nữ kia lại có phản ứng, lại gật đầu ta biết nên làm như thế nào, ngươi trước chờ ta mấy ngày, ta sẽ nhanh cứu ngươi ra ngoài. Chu Văn nói với thiếu nữ một câu, sau đó xoay người rời khỏi Phật đường. Thiếu nữ tự hồ nghe hiểu ý tứ của hắn, lúc này không cản hắn lại, Chu Văn rời đi tiểu viện lúc sau, tạm thời rời khỏi tiêu gia. Cổ nữ thập phần thần kỳ, Chu Văn cũng không muốn nhìn nàng phải chôn cùng tiêu thiên phóng, tính toán thu cổ nữ lại, sau đó xử lý tiêu gia sau. Chu Văn rời đi tiêu gia về sau, đánh một cuộc gọi cho cốc sơn thủy, cũng may hắn đã tới mảnh rãi, di động có tín hiệu, rất nhanh nhận điện thoại. Chu Văn hỏi một ít vấn đề về cổ mạng lệ và cổ mạng đồng, xác định kế hoạch của chính mình có ổn không. Thời điểm buổi tối độc cô trùng và Lý Huyền trở lại, thoạt nhìn tính huống không ổn, sắc mặt độc cô trùng đặc biệt khó coi. Hôm nay Lý Huyền cũng không chế nhạo hắn, Chu Văn biết lần này độc cô trùng khẳng định thất bại thảm, Lý Huyền mới không nói cái gì. Nếu không được, chúng ta bỏ đánh cuộc đi. Ban đầu ta chỉ đùa một chút. Lý Huyền nói với độc cô trùng. Nói giỡn cái gì? Độc cô trùng ta nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ta không bắt được băng tầm cổ vương, độc cô trùng nhận làm đồ đệ ngươi. Độc cô trùng thổi râu trừng mắt nói. Lý Huyền cười nói. Bản lĩnh của ngươi ta cũng kiến thức qua, nếu chỉ có một con băng tầm cổ vương, ngươi khẳng định có thể bắt được. Nhưng hiện tại có một đôi, đây là chuyện ngoài dự đoán của mọi người, hiện tại việc cá cược của chúng ta, không ai thua không ai thắng, như vậy công bằng đi. Không được, đại trưởng phu nói lời phải giữ lời, nếu ta không bắt được băng tầm cổ vương, sẽ nhận ngươi làm sư phụ, tuyệt đối không nuốt lời. Nói tới đây, độc cô trùng ngay đầu nhìn về phía chu văn nói. Nếu Lý Huyền là sư phụ ta, chu văn ngươi chính là sư thúc ta, sư thúc dạy ta một chút bản lĩnh sẽ không quá phận đi. Chu Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn độc cô trùng, thật sự không thể tin được, lão già này là người lục đại gia tộc anh hùng, cái này không biết xấu hổ đi. Tốt, có phải ban đầu ngươi đã có chủ ý này? Lý Huyền nghe xong, ngẩn cả người, lúc này mới phản ứng lại, biết bản thân đã bị lừa. Độc cô trùng cười hắc hắc nói. Độc cô trùng ta là kẻ tôn chỉ thực dụng tối thượng, ta nhận ngươi làm sư phụ thì sao? Ngươi vẫn muốn ta dạy ngươi nuôi cổ, trên danh nghĩa ngươi vẫn là sư phụ ta kỳ thật ta lại là sư phụ ngươi chỉ là xưng hô thôi không quan trọng nếu chu văn có thể dạy ta nuôi phượng hoàng đứng nói gọi sư thúc bảo ta gọi sư gia cũng được chu văn và lý huyền đều choáng váng đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp người như độc cô trùng vậy coi như lần này mở rộng tầm mắt dưỡng phượng hoàng ta không biết do tên ngốc tiểu điểu kia một vừa hai phải theo ta ngày thường ta cũng không biết cách nào quản nó có cái gì cho ăn cái nấy Chu Văn nói. Độc Cô Trùng lập tức lắc đầu nói: "Không phải vậy, tập tính và thói quen ẩm thực của Phượng Hoàng, ta đã sớm đọc qua, nếu ta có một con Phượng Hoàng thần điểu, bản thân ta biết nuôi nấng nó thế nào, cái này không cần ngươi dạy. Vậy ngươi muốn học ta cái gì? Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi tìm một con Phượng Hoàng đi. Ta không có bản lĩnh như vậy." Chu Văn nghi hoặc nói: "Ta biết, bản thân ta không có Phượng Hoàng." Cho nên ta muốn theo ngươi học tập, làm thế nào có thể khiến Phượng Hoàng Cam Tâm tình nguyện đi theo ta?" Độc Cô Trùng nói. "Ta đã nói Tiểu Điểu ngốc này tự nhiên nguyện ý đi theo ta, ta không có bí quyết gì, khả năng do nhân phẩm ta quá tốt đi." Chu Văn nói. Lời này của lão Chu không sai, lúc trước ba người chúng ta gặp Tiểu Điểu, chỉ có mỗi lão Chu được chọn." Lý Huyền nói. Sự tình trên thế gian này đều có nhân quả, không thể không có nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân, vậy chỉ có giải thích các ngươi chưa phát hiện nguyên nhân. Có thể do ngươi tu luyện nguyên khí quyết đặc thù, hoặc ngươi có đặc thù thể chất, hoặc trên người ngươi có thứ gì đó hấp dẫn chúng, tóm lại nhất định có nguyên nhân, ta chỉ cần biết nguyên nhân đó là gì. Độc Cô Trùng vừa nói chuyện đứng đắn vài câu, lúc này lại cợt nhã nói với Chu Văn. Dù sao lần này tám chín phần không bắt được băng tầm cổ vương, về sau ngươi chính là chu sư thúc của ta, ngươi thích dạy thì dây, không dạy dỗ cũng được chỉ cần cho ta đi theo ngươi là được. Chu Văn không muốn nói chuyện với độc cô trùng, chuyển hướng nói với Lý Huyền. Ngày mai ta giúp các ngươi đi bắt băng tầm cổ vương, có điều sau khi bắt được băng tầm cổ vương, ta muốn mượn nó dùng hai ngày. Mượn? Mượn thế nào? Độc cô trùng biểu môi nói. Nếu cổ đã nhận chủ sẽ không đổi, ngươi mượn rồi trả lại thế nào? Ta không cần băng tầm cổ vương nhận ta làm chủ, chỉ mượn nó làm một chuyện, Chờ xong xuôi trả lại các ngươi." Chu Văn nói. "Đương nhiên không thành vấn đề, đừng nói là mượn, ngươi trực tiếp cầm đi cũng không vấn đề gì." Lý Huyền cười nói. Độc Cô Trùng đứng một bên nghe, lại có điểm khó chịu. "Nếu ngươi muốn dùng Phượng Hoàng đi bắt Băng Tầm Cổ Vương, ta khuyên ngươi không nên. Tuy Phượng Hoàng thần điểu rất lợi hại, nhưng nó vẫn là ấu thể, Băng Tầm Cổ Vương sẽ không sợ nó, nếu không tốt ngược lại khiến Phượng Hoàng chết." vậy cái được không bù cái mất. Ngày mai đến nhìn kỹ rồi nói. Chu Văn biết băng tầm cổ vương khẳng định không dễ bắt, có điều ngày mai người của tiêu gia cũng đi bắt băng tầm cổ vương, hắn muốn tận dụng cơ hội này, cướp băng tầm cổ vương trong tay tiêu gia, sau đó dùng băng tầm cổ vương đổi cổ nữ. Hai đầu băng tầm cổ vương đổi cổ mạng lệ, chỉ cần tiêu thiên phóng không phải kẻ ngốc, khẳng định sẽ đổi. Trước cuộc hắn nguyên bản đã tính toán muốn hủy diệt linh thức cổ nữ, khi đó năng lực của mạng lệ sẽ đại giảm, sợ không bằng một con băng tầm cổ vương, nếu so sánh, là người sẽ biết chọn cái nào hơn. Tốt, ngày mai ta xem các ngươi bắt băng tầm cổ vương như thế nào, nếu ngươi có thể bắt được, độc cô trùng ta lập tức bái ngươi làm sư thúc. Độc cô trùng nói, hiển nhiên hắn không xem trọng chu văn. Thôi đi, làm sư phụ ngươi, ta cảm thấy chẳng có chút thành tựu nào. Lý Huyền nói. Lời này không thể nói như vậy, hiện tại ngươi không thấy thành tựu, nhưng nếu ngươi hành tẩu tại Nam Khu, gặp người độc cô gia, nói là sư phụ của độc cô trùng ta, ngươi sẽ thấy uy phong thế nào? Độc cô trùng cười tủng tỉm nói. Chu Văn và Lý Huyền đều khinh thường nhìn hắn một cái, loại tính cách này của hắn, không biết bên ngoài nhận bao nhiêu sư phụ và sư thúc, độc cô gia chịu thừa nhận mới là lạ. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Chu Văn đã gọi độc cô trùng và Lý Huyền, để họ dẫn hắn đi tới chỗ có đôi băng tầm cổ vương kia. Lần trước hắn nghe được đoạn hội thoại giữa Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ, biết thời gian này Tiêu Gia đã đi, nếu đi chậm, nói không chừng Tiêu Gia đắc thủ. Đi sớm cũng không tốt, người của Tiêu Gia không tới, bọn họ thu thập được băng tầm cổ vương, như vậy người Tiêu Gia sẽ không biết băng tầm cổ vương trong tay Chu Văn. Tuy độc cô trùng có chút nghi hoặc, không biết Chu Văn vì cái gì nhất định phải sớm như vậy, có điều vẫn mang theo hai người đi âm phong lĩnh. Tiêu Lục Kỳ đằng trước, có một con cổ trùng lớn chừng bóng bầu dục, toàn thân tỏa băng lam, chỗ nào cổ trùng kia bò qua, mặt đất lập tức đã bị băng sương bao trùng, có thể thấy nhiệt độ trên người nó thấp thế nào. Khó trách độc cô trùng nói tiểu điểu không khắc chế được băng tầm cổ vương, lực lượng băng hệ như vậy, hỏa diễm của phượng hoàng tiểu điểu đối với nó chẳng có uy hiếp gì. Chu Văn thầm nghĩ. Tiêu Lục Kỳ phát hiện đám người Chu Văn, thời điểm thấy độc cô trùng, sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên sợ hãi độc cô trùng tới đoạt băng tầm cổ vương. Kỳ quái, tại sao chỉ có một đầu băng tầm cổ vương, con băng tầm cổ vương khác đâu? Độc cô trùng nhíu mày hỏi. Không phải người tiêu gia đã tách chúng ra rồi ư? Lý Huyền nói. Độc cô trùng lắc đầu nói. Hai đầu băng tầm cổ vương là một đôi, có được năng lực cảm ứng tâm linh, không dễ tách chúng khỏi nhau, nếu có thể tách chúng ra, ta đã sớm làm, đâu đến lượt tiêu gia kia ăn ké. Có lẽ người ta có bản lĩnh ngươi không có, ngươi không làm được, không có nghĩa người ta không làm được." Lý Huyền cố ý nói. Kỳ lạ, lần này Độc Cô Trùng lại không tức giận, suy nghĩ một chút nói, "Cái này rất có thể." Lý Huyền có chút kinh ngạc đánh giá Độc Cô Trùng, mỗi lần nói đến cổ, Độc Cô Trùng luôn tỏ thái độ lão tử thiên hạ đệ nhất, lần này hắn lại thừa nhận bản thân không bằng Tiêu gia, cái này khiến người ta khó mà tin được. "Ngươi không cần nhìn ta như vậy." ngươi quên ta đã nói cho ngươi sự kiện kia rồi sao nếu thần thoại cổ mạng đồng của tiêu gia thật sự luyện từ hài tử do cổ thần chuyển thế họ có thể dẫn dắt băng tầm cổ vương đi cũng không lạ độc cô trùng nói chu văn biết lời độc cô trùng không sai hắn do cổ nữ dẫn dụ băng tầm cổ vương đi một con băng tầm cổ vương bị tiêu gia vây ở chỗ này đang chiến đấu với huyết hạt cổ huyết hạt cổ kia rõ ràng không phải đối thủ của băng tầm cổ vương thân thể nhanh chóng bị băng hóa, phải dựa vào phối sủng cổ trùng của tiêu gia chi viện, huyết hạt cổ mới miễn cường bám trụ băng tầm cổ vương. Tiêu gia vì thế tiêu hao đại lượng phối sủng và cổ trùng, hơn nữa người tiêu gia còn dùng cổ mạng đồng hỗ trợ huyết hạt cổ, nhưng thế vẫn chỉ đủ bám trụ băng tầm cổ vương mà thôi. Băng khí trên người băng tầm cổ vương rất lợi hại, Chu Văn đã gặp không ít sinh vật băng hệ, nhưng lợi hại như băng tầm cổ vương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chỉ cần dính một chút băng khí của nó, vô luận cổ trùng hay cổ mạng đồng, thân thể đều bị băng trụ. Hơn nữa băng khí tự hồ có đặc tính lan tràn, chỉ cần dính một chút, thân thể càng ngày càng lạnh, không ít cổ trùng dính một ít băng khí trong chốc lát đã biến thành khối băng, cuối cùng vỡ nát. Chúng ta có nên động thủ luôn không? Hiện tại hai đầu băng tầm cổ vương đã bị tách ra, đây là cơ hội rất tốt. Lý Huyền hỏi độc cô trùng. Không vội, trước nhìn kỹ hẳn nói, bọn họ không phải đối thủ của băng tầm cổ vương. Độc cô trùng dừng một chút còn nói thêm. Tốt xấu gì độc cô gia chúng ta là vương tại Nam Khu, hất tay trên của chúng hơi khó coi, nếu không ta trở về lại bị mấy gia hỏa trong nhà trách giận, đau đầu lắm. Người tiêu gia nhìn đám người tiêu gia đứng nơi xa, cũng không định ra tay, không khỏi hơn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại ca, ngươi thấy độc cô trùng có thể đoạt băng tầm cổ vương của chúng ta hay không? Tiêu lục kỳ hỏi tiêu thiên phóng thần sắc tiêu thiên phóng ngưng trọng nói độc cô gia khống chế nam khu bên ngoài làm việc công đạo khả năng không trắng trợn cướp đoạt có điều đề phòng vạn nhất hy vọng cổ nữ có thể nhanh chóng bắt được đầu băng tầm cổ vương kia tình huống bên kia thế nào tiêu lục kỳ hỏi cảm ứng mơ hồ chỉ biết đang chiến đấu tiêu thiên phóng nói đại ca cảm ứng của ngươi đối với cổ nữ càng ngày càng yếu sẽ không xảy ra vấn đề đi Tiêu Lục Kỳ lo lắng nói. Chỉ cần bản thân cổ mạng lệ còn trong tay ta, nàng không có năng lực phản kháng ta, ta bảo nàng chết, nàng tuyệt đối không làm trái. Tiêu Thiên Phóng lạnh giọng nói. Tiêu Lục Kỳ thời dài nói. Cổ nữ thật sự quá đặc biệt, chúng ta cung cấp nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy linh thể của nàng, thậm chí đại ca ngươi còn thừa nhận lực lượng cổ mạng lệ phản vệ. Nếu chân chính thu dùng, tiêu gia chúng ta không đến nỗi lưu lại thanh lai này chỉ cần bắt được một đôi băng tầm cổ vương này, đem thuần dưỡng về sau, tiêu gia chúng ta có thể đề thăng thực lực lên trình độ lớn. Tiêu Thiên Phóng nói. Tiêu Lục Kỳ gật đầu nói. Cũng may chúng ta đã lấy thuật dưỡng cổ của đôi phu thê kia, thông tin liên quan tới băng tầm cổ vương rất tỉ mỉ, nếu không có cổ nữ tương trợ, chúng ta rất khó tách hai đầu băng tầm cổ vương ra. Thần sắc Tiêu Thiên Phóng lạnh lùng nói. Ta không phải nói với ngươi, tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này tiêu lục kỳ vội vàng nói xin lỗi đại ca ta nói lỡ khoảng cách từ chu văn đến chỗ đám người tiêu thiên phóng rất xa nhưng có năng lực đế thính khiến hắn có thể nghe rành mạch đoạn hội thoại của hai người tốt nhất tìm cổ nữ và đầu băng tầm cổ vương kia đi chu văn sử dụng đế thính tìm kiếm trên phạm vi lớn rất nhanh phát hiện trong đầm lầy phát hiện được một con băng tầm cổ vương có điều lại không phát hiện được cổ nữ các ngươi trước tiên trong chừng băng tầm kia ta đi tìm băng tầm cổ vương còn lại chu văn nói xong lặng lẽ lui ra ngoài rất nhanh tiêu gia phát hiện đám người độc cô trùng thiếu một người có điều độc cô trùng vẫn còn nên bọn họ không để tâm lắm rốt cuộc độc cô trùng không bắt giữ băng tầm cổ vương thiếu niên kia ngay cả là người độc cô gia cũng không thể một người thu phục được băng tầm cổ vương huống chi bên kia đã có một ít bố trí có người tới gần đám người tiêu thiên phóng sẽ biết sau khi rời khỏi chu văn trực tiếp mặc ẩn hình y nhanh chóng đi tới chỗ đầu băng tầm cổ vương kia đến gần khu vực băng tầm cổ vương phát hiện một ít cổ trùng được bố trí bên trong đầm lầy chu văn trực tiếp bay qua không trung không kinh động đám cổ trùng kia tới vị trí băng tầm cổ vương quả nhiên thấy được con một con băng tầm màu xanh lam lớn hơn con vừa nảy một chút kỳ quái vừa rồi chu văn dùng đế thính không phát hiện bóng dáng của cổ nữ nhưng dùng đôi mắt nhìn lại phát hiện nàng đang dằn co với băng tầm cổ vương chuyện này thật kỳ quái năng lực đế thính lại không phát hiện được cổ nữ ngay cả chủ nhân tiêu thiên phóng cũng không nhìn được nàng tại sao ta lại nhìn được trong lòng chu văn có chút nghi hoặc nếu hắn sử dụng mệnh hồn ngục vương tôn có thể nhìn linh thể cũng không kỳ quái nhưng lần này chu văn không sử dụng mệnh hồn ngục vương tôn thậm chí không sử dụng bất luận lực lượng nào vẫn nhìn thấy cổ nữ mà người khác không nhìn thấy cái này khiến hắn phi thường nghi hoặc nhưng thực tế hoàn toàn khác tưởng tượng chu văn tiêu thiên phóng nói cổ nữ đang chiến đấu với băng tầm cổ vương những hình ảnh hắn nhìn được lại hoàn toàn bất đồng cổ nữ ngồi xổm trên mặt đất đang dùng ngón tay trêu đùa đầu băng tầm cổ vương kia mà đầu băng tầm cổ vương khủng bố kia như sủng vật bị cổ nữ trêu đùa lại không có ý định công kích nàng chu văn nhìn băng tầm cổ vương bị cổ nữ trêu đùa lăn lộn thầm nghĩ băng tầm cổ vương khủng bố như vậy thế nhưng bị cổ nữ vui đùa như vậy thật sự đáng sợ. Cũng may tiêu gia chưa chân chính khống chế cổ nữ, nếu không với năng lực của nàng, tiêu gia đã sớm xưng bá tại Nam Khu. Thấy Chu Văn tới đây, cổ nữ đứng dậy nhìn phía hắn, hiển nhiên năng lực ẩn thân vô dụng với nàng. Ta muốn lấy đầu băng tầm cổ vương này đổi lấy tự do cho ngươi. Chu Văn chỉ chỉ đầu băng tầm cổ vương trên mặt đất nói. Cổ nữ gật đầu, sau đó ngón tay điểm điểm trên người băng tầm cổ vương một chút, đầu băng tầm cổ vương hung ác bá đạo, lại ngoan ngoãn bò về phía chu văn dừng lại dưới chân chu văn lại không công kích hắn xem ra tiêu gia thật sự xem nghe lực lượng cổ nữ nếu bọn họ biết cổ nữ có thể dễ dàng điều khiển đỉnh cấp cổ trùng như băng tầm cổ vương không biết bọn hắn sẽ có biểu tình gì chu văn lấy nguyên kim hồ mà độc cô trùng chuẩn bị đặt trên mặt đất mà đầu băng tầm cổ vương kia tự mình nhảy vào như sủng vật biết nghe lời trong lòng chu văn vừa động nhìn về phía cổ nữ hỏi ngươi có thể khống chế băng tầm cổ vương kia làm nó thoạt nhìn như vừa bị ta bắt được không cổ nữ lại gật đầu lần nữa thoạt nhìn nàng có thể làm được vậy ngươi đợi một chút rồi khống chế băng tầm cổ vương làm nó như bị ta bắt được chu văn đem kế hoạch của mình nói cho cổ nữ một lần xác định cổ nữ hiểu về sau chu văn mang theo băng tầm cổ vương đi về phía lý huyền không tốt cổ nữ lại thất bại có người đoạt băng tầm cổ vương đi rồi sắc mặt tiêu thiên phóng đột nhiên biến đổi sao có thể ai có thể trước mặt cổ nữ thần không biết quỷ không hay cướp băng tầm cổ vương tiêu lục kỳ hoảng sợ có chút không thể tin được nói không biết cổ trùng chúng ta bố trí đều không phản ứng mà cổ nữ cũng không phát hiện được tung tích của hắn sắc mặt tiêu thiên phóng khó xem tiếp tục nói ta đã gọi cổ nữ trở về hiện tại chỉ có thể toàn lực bắt đầu băng tầm cổ vương này Tiêu Thiên Phóng vừa dứt lời, lại thấy Chu Văn lần trước rời khỏi, lại trở về bên người độc cô trùng, hắn nói với độc cô trùng mấy câu, thẳng hướng về phía đầu băng tầm cổ vương kia. Chẳng lẽ hắn đã đoạt đầu băng tầm cổ vương kia? Tiêu Thiên Phóng lột bột một thoáng. Tiêu Lục Kỳ dẫn người chặn Chu Văn, không cho hắn tới gần chiến trường, đồng thời hô độc cô trùng nói. Độc cô lão gia tử, đầu băng tầm cổ vương này chúng ta đã bắt giữ, ngài chặn ngang một tay như, không thích hợp đi độc cô trùng cười tủm tỉm nói chúng ta vẫn đứng bên này ngay cả động cũng không khi nào nhúng tay vào chuyện của các ngươi độc cô gia làm việc luôn luôn quan minh lỗi lạc độc cô lão gia tử ngài sẽ không nói mấy vị bằng hữu này không phải người độc cô gia đi tiêu lục kỳ chỉ chỉ chu văn nói ta thật sự hy vọng hắn là người độc cô gia chúng ta đáng tiếc hắn không phải độc cô trùng không đợi tiêu lục kỳ nói gì tiếp tục nói nhưng không thể nói hắn không liên quan gì đến độc cô gia ta, tuy hắn hắn không phải người độc cô gia chúng ta, có điều hắn lại là sư thúc độc cô trùng ta. Đám người tiêu lục kỳ và tiêu thiên phóng chấn động, tuy độc cô trùng không phải người có thực quyền tại độc cô gia, có điều bối phận của hắn rất cao, hơn nữa thuật dưỡng cổ phi thường nổi danh, tại Nam Khu cũng là nhân vật cấp đại sư. Độc cô trùng lại trước mặt mọi người nói người thiếu niên kia là sư thúc hắn, thực sự khiến người ta khó tin, nhưng nhân vật như độc cô trùng, hiển nhiên sẽ không lấy chuyện như vậy nói giỡn. Chẳng lẽ người kia đã luyện đến trình độ cải lão hoàng đồng, hoặc nhìn trẻ tuổi, trên thực tế là một lão quái vật. Tiêu Thiên Phóng thầm nghĩ. Nếu hắn là sư thúc ngài, ngài xem, hắn làm vậy càng không được đi. Tiêu Lục Kỳ nói. Độc Cô Trùng vẫn cười tủm tỉm như cũ nói. Lời này nói với ta vô dụng, chỉ có sư thúc quản giáo đệ tử, ngươi chừng nào gặp qua đệ tử có thể quản sư thúc vị tiên sinh này tiêu lục kỳ nhìn về phía chu văn đang muốn nói gì đột nhiên thấy chu văn một tay duỗi thành trảo trên bàn tay hắn xuất hiện lốc xoáy nhỏ như máu thế nhưng lập tức hút băng tầm cổ vương và huyết hạt cổ đang chiến đấu vào đầu băng tầm cổ vương uy phong lẫm liệt lại không thể ngăn cản được hấp lực bị chu văn trực tiếp hút thu vào nguyên kim hồ sao có thể không chỉ người tiêu gia ngay cả độc cô trùng đều mở to hai mắt nhìn như gặp quỷ hắn cũng nghĩ tới chu văn rất có thể thu phục băng tầm cổ vương nhưng lại không ngờ chu văn sẽ dùng phương thức này nguyên bản chu văn lợi dụng tiểu điểu khắc chế cổ trùng sau đó sử dụng các loại thủ đoạn và thần thoại phối sủng đại chiến một hồi với băng tầm cổ vương cuối cùng thu phục nó nhưng ai biết chu văn lại duỗi tay một trảo thu băng tầm cổ vương vào nguyên kim hồ phản phất hắn không thu một đầu cổ vương mà thu một đầu sâu bọ bình thường trong mắt người tiêu gia sắp trứng ra Bọn họ chiến đấu với băng tầm cổ vương lâu như vậy, tự nhiên biết nó khủng bố thế nào. Cho tới hiện tại, số lượng cổ trùng và cổ mạng đồng bọn hắn thiệt hại đã đến con số mấy trăm, vẫn thủ túc vô sách đối phó đầu băng tầm cổ vương kia, thậm chí đầu huyết hạt cổ sắp bị giết chết. Nhưng Chu Văn lại chỉ dùng một bàn tay, hoàn toàn thu phục băng tầm cổ vương, đây là lực lượng khủng bố thế nào, quả thực khiến người không thể tin. Không hổ là sư thúc độc cô trùng, quả nhiên là một lão quái vật tiêu thiên phóng thất kinh sắc mắt hết sức khó coi hắn tiêu phí nhiều tâm tư trả đại giới như vậy kết quả băng tầm cổ vương lại kẻ khác hất tay trên tiêu thiên phóng cơ hồ không cần đoán đã có thể xác định đầu băng tầm cổ vương kia bị bắt tám chín phần do sư thúc độc cô trùng này bắt đi muốn cướp đoạt ngay cả độc cô trùng hắn cũng không có can đảm động thủ huống chi người này lại là sư thúc của độc cô trùng là tồn tại một tay thu phục băng tầm cổ vương Lúc này Tiêu Thiên Phóng mới cảm giác được một cổ âm khí trở về, tiến vào cổ mạng lệ trong bàn tay hắn. Trở về quá muộn. Tiêu Thiên Phóng có chút bất đắc dĩ. Cổ mạng lệ trên tay ngươi có chút thú vị. Chu Văn nhìn cổ mạng lệ trên tay Tiêu Thiên Phóng nói. Sắc mặt người tiêu gia biến đổi, tồn tại một tay thu phục băng tầm cổ vương, nếu hắn chủ định cướp đoạt cổ mạng lệ của bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn không có cơ hội phản kháng. Ngay cả thần cấp cổ mạng lệ cũng không chống đỡ lại tồn tại như vậy. Độc Cô lão gia tử, Độc Cô gia là nam khu chi chủ, ngài sẽ không để sư thúc ngài đoạt cổ mạng lệ của bọn ta chứ? Tiêu Lục Kỳ thấp thỏm, nhìn về phía Độc Cô trùng cắn răng nói. Ai nói ta muốn cướp đồ vật của các ngươi, lão nhân gia ta thấy đồ vật kia có điểm đặc biệt, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngay cả ta thật sự muốn sẽ không đoạt đồ vật trên tay lũ tiểu bối các ngươi, cũng lắm mua lại cổ mạng lệ của các ngươi là được không đợi độc cô trùng mở miệng chu văn nói trước cổ mạng lệ này là chí bảo tiêu gia chúng ta truyền thừa không bán tiêu lục kỳ nói ta dùng băng tầm cổ vương trao đổi với các ngươi các ngươi cũng không bán sao chu văn nhàn nhạt nói ngươi dùng băng tầm cổ vương đổi cổ mạng lệ hai người tiêu thiên phóng và tiêu lục kỳ đều ngẩn người như thế nào ngay cả băng tầm cổ vương cũng không đổi sao hai đầu băng tầm cổ vương đấy Chu Văn tiếp tục nói. Lão nhân gia ngài thật sự dùng hai đầu băng tầm cổ vương đổi cổ mạng lệ sao? Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn được kinh hỉ trong mắt đối phương. Với họ cổ nữ cổ mạng lệ xác thực rất mạnh, nhưng cùng lắm mạnh hơn băng tầm cổ vương một ít, giá trị hai đầu băng tầm cổ vương hơn xa so với cổ nữ cổ mạng lệ nhiều. Huống chi cổ nữ cổ mạng lệ sẽ phản vệ chủ nhân, đừng nói hai đầu băng tầm cổ vương, ngay cả một đầu băng tầm cổ vương, tiêu thiên phóng sẽ suy xét trao đổi sư thúc không thể ngay cả độc cô trùng cũng bị dọa sợ dùng hai đầu băng tầm cổ vương đổi cổ mạng lệ đây là giao dịch tệ hại thế nào nhưng bọn họ nào biết hai đầu băng tầm cổ vương so với cổ nữ kém quá nhiều căn bản không cùng cấp bậc ngay cả giao dịch thật sự chu văn cũng chiếm đại tiện nghi huống chi hắn căn bản không tính toán thật sự đem băng tầm cổ vương trao đổi với tiêu gia ngài thật sự chịu dùng băng tầm cổ vương đổi cổ mạng lệ tiêu thiên phóng sợ chu văn bị độc cô trùng thuyết phục vội vàng hỏi vậy phải xem cổ mạng lệ của ngươi có điểm gì khiến ta hứng thú hay không ta nhìn qua thấy có chút đặc biệt so với những cổ mạng lệ ta đã thấy trước đó nói một chút nàng có chỗ đặc biệt nào chu văn muốn dẫn dụ tiêu thiên phóng vào cuộc thứ hai cũng muốn hiểu rõ một chút sự tình liên quan đến cổ mạng lệ cái này tiêu thiên phóng có chút lưỡng lự dù sao cũng không thể xác định chu văn sẽ dùng đôi băng tầm cổ vương kia đổi cổ mạng lệ kia không nếu nói hoàn toàn lai lịch cổ nữ cổ mạng lệ rõ ràng chu văn lại không đổi vậy hắn thiệt lớn sư thúc ngươi muốn cổ mạng lệ độc cô gia chúng ta có rất nhiều như vậy đi ngươi cùng ta trở về ngươi dùng băng tầm cổ vương đổi với độc cô gia chúng ta hai băng tầm cổ vương đổi hai cổ mạng lệ muốn chủng loại gì tất cả cổ mạng lệ của độc cô gia ta để ngươi tùy ý lựa chọn Độc cô trùng nói. Đại ca. Tiêu lục kỳ có chút gấp, nhìn về phía tiêu thiên phóng. Tiêu thiên phóng cắn răng, nói với chu văn. Đầu cổ mạng lệ của ta không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thế nhưng quả thật có chỗ phi phàm, thậm chí có thể nói độc nhất vô nhị, coi như toàn bộ liên bang không có đầu thứ hai, nếu ngài thật sự muốn, có thể nói chuyện riêng một chút. Nơi này không có người ngoài, có lời gì không thể trước mặt nói sao? Chu Văn hỏi. Tiêu Thiên Phóng nói Ngài không bắt buộc phải đổi đầu cổ mạng lệ này của ta Mà coi như thay đổi Cổ mạng lệ này thuộc về ngài Ngài cũng không muốn ngoại nhân biết bí mật của nàng đúng không Nói có đạo lý Vậy được rồi Chu Văn khẽ gật đầu Sư Thúc Đầu cổ mạng lệ kia thật không đáng bằng đôi băng tầm cổ vương kia Mà độc cô gia chúng ta thiếu gì cổ mạng lệ Hà tất bỏ gần tìm xa Độc cô trùng có xúc động muốn kéo Chu Văn lại Thôi đi, cổ mạng lệ nhà ngươi ta đều gặp qua, đều không thú vị, ta thấy đầu cổ mạng lệ này không giống bình thường. Chu Văn nói, nhãn lực của ngài thật tốt, mời tới đây. Tiêu Thiên Phóng làm một cái thủ hiệu mời. Các ngươi đứng phụ cận chờ ta, ta đi xem một chút. Chu Văn đối lý huyền cùng độc cô trùng giao phó một câu, sau đó đi theo đám người Tiêu Thiên Phóng đến một doanh địa tạm thời trong sơn động phụ cận. Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Lục Kỳ thấy Chu Văn trên đường đi không thèm để ý chút nào, tự hồ căn bản không thèm để ý bọn hắn có bố trí mai phục hay không, để bọn hắn càng phát giác Chu Văn chắc chắn vô cùng đáng sợ, không đem bọn hắn để trong lòng. Ngài xưng hô thế nào? Ta họ Chu. Chu Văn thuận miệng nói. Chu lão, ngài nhất định là chuyên gia về cổ mạng đồng, chắc ngài biết phương pháp luyện chế cổ mạng lệ cổ mạng đồng vô cùng đặc thù. Tiêu Thiên Phóng thử thăm dò nói chu văn vung tay lên xem thường nói ta mặc kệ cổ mạng lệ ngươi lấy thế nào ta chỉ muốn biết nàng có gì đặc biệt ta chỉ cần vật độc nhất vô nhị nếu không phải độc nhất vô nhị cái này không có ý nghĩa gì thấy chu văn không thèm để ý đến thủ đoạn luyện chế của mạng lệ tiêu thiên phóng vừa cười vừa nói chu lão ngài quả nhiên là cao nhân tiền bối kiến giải không phải người bình thường có thể so sánh cổ mạng lệ này của ta do một vị sư phụ luyện chế bản thân cổ mạng lệ có năng lực khác biệt so với cổ mạng lệ bình thường nàng không có năng lực vận chuyển bình thường có điều nàng đối phó với cổ trùng rất hiệu quả thậm chí có thể độc lập bắt thần thoại cổ trùng chỉ vậy thôi sao chu văn lộ ra vẻ thất vọng tiêu thiên phóng trắng răng tiếp tục nói thực không dám giấu giếm hài nhi được luyện chế thành cổ mạng lệ chính là cổ thần chuyển thế bản thân trời sinh có tác dụng khắc chế cổ trùng do tiêu gia chúng ta vô năng không thể dưỡng nàng tốt nếu chuyên gia như ngài bồi dưỡng nói không chừng có thể kích phát toàn bộ năng lực của nàng đến lúc đó nhất định phát huy tác dụng to lớn cổ thần truyền thế sao thú vị trước kia ta nghe nói có đôi vợ chồng nuôi cổ nghe nói đứa con trong bụng họ chính là cổ thần chuyển thế không phải nó là cổ mạng lệ chứ chu văn nói cái này tiêu thiên phóng không thừa nhận cũng không có phủ nhận sự kiện kia ta cũng đã được nghe nói vốn muốn đi qua nhìn một chút xem có thể luyện thành cổ mạng đồng hay không kết quả trễ một bước chu văn đang nghe truyện trên tv audio cv nói ngài thật sự là người đồng đạo ngài thật sự muốn đổi không hai đầu băng tầm cổ vương đổi cổ mạng lệ tiêu thiên phóng xác nhận lại một lần xem ra cổ mạng lệ này chính là hài nhi kia luyện chế thành khó trách ngươi cẩn thận như vậy chu văn nói xong trực tiếp đặt nguyên kim hồ trên bệ đá đầy trước mặt tiêu thiên phóng nếu đây thật sự là cổ mạng lệ luyện chế từ cổ thần chuyển thế vậy băng tầm cổ vương ngươi nhận lấy trước đi ngài không ngại để ta xem băng tầm cổ vương bên trong một chút ta không phải không tin ngài chẳng qua cái này liên quan đến hân suy của tiêu gia chúng ta tiêu thiên phóng cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến tình trạng này hắn vẫn chú ý cẩn thận vô cùng trực tiếp mở ra là được nguyên kim hồ này của ta bất phàm cổ trùng một khi đã bị khốn trụ coi như long vương cổ cũng chạy không thoát Chu Văn không thèm để ý nói. Tiêu Thiên Phóng nghe nói nguyên kim hồ này lợi hại như vậy, cầm lên xem xét tỉ mỉ, chẳng qua cảm thấy đúng một thứ tốt, nhưng không biết nó tốt ở chỗ nào. Tiêu gia nuôi cổ, chỉ thể có bất nhập lưu, không tinh thông như cổ mạng đồng, loại cổ hồ do độc cô trùng chế tác này, hắn làm thế nào biết được. Tiêu Thiên Phóng chậm chạp không dám đánh mở, sợ mở ra về sau băng tầm cổ vương chạy trốn, hắn không nắm chắc có thể đào mệnh trước mặt chúng có điều hắn nghĩ lại cổ nữ cổ mạng lệ tương liên với tính mạng hắn chu văn muốn cổ nữ cổ mạng lệ không thể hại hắn tiêu thiên phóng nghĩ tới đây cẩn thận từng ly từng tí mở một cái khe trên cổ hồ theo khe hở kia nhìn thấy quả nhiên thấy hai đầu băng tầm cổ vương nằm bên trong nhưng lại bị nguyên kim hồ trói buộc dãy dụa thế nào cũng không thoát được tiêu thiên phóng lần này yên tâm mở hoàn toàn nắp hai đầu băng tầm cổ vương chỉ loay hoay bên trong không thể leo ra ngoài không ngờ thế gian này lại có loại cổ hồ này, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Tiêu Thiên Phóng suy nghĩ một chút nói. Ngài đã có thành ý như vậy, ta cũng không dám lừa dối ngài, cổ mạng lệ của ta luyện chế từ hài nhi chưa xuất sinh, có tác dụng khắc chế cổ trùng cực mạnh, bên trong cổ mạng lệ cũng là tồn tại đỉnh cấp, có thể coi như cổ trùng và cổ mạng lệ hợp thể, tồn tại độc nhất vô nhị, ngài tuyệt đối không hối hận. Quả nhiên ta không nhìn nhầm, đã như vậy, hai đầu băng tầm cổ vương kia thuộc về ngươi, mau giải trừ bản mệnh khóa, thả nàng ra. Chu Văn nói. Tiêu Thiên Phóng có chút thẹn thùng nói. Chu Lão, nguyên kim hồ của ngài quá tốt, nhưng tiêu gia chúng ta không cách nào so sánh, hiện tại chúng ta không có cổ hồ chứa hai đầu băng tầm cổ vương này, nguyên bản chúng ta định dùng cổ mạng lệ này khống chế chúng, hiện tại cổ mạng lệ chuyển cho ngài, thực sự không có biện pháp khác. Ngài có thể cho chúng ta mượn nguyên kim hồ dùng một chút hay không, chờ thuần dưỡng thành công, tiêu gia chúng ta nhất định trả lại. Chu Văn nghĩ thầm. Tiêu thiên phóng này thật sự tham lam, nhanh như vậy đã đánh chủ ý lên nguyên kim hồ. Cái này trong tính toán của Chu Văn, Chu Văn lạnh nhạt nói. Một cái cổ hồ mà thôi, chỗ ta không thiếu, không tính là gì, các ngươi trực tiếp lấy đi, không cần trả lại. Chu lão, ngài nói thật sao? Tiêu thiên phóng vui mừng quá đổi, trong lòng xúc động muốn quỳ xuống lạy Chu Văn điều kiện tiên quyết là cổ mạng lệ của ngươi thật sự là cổ thần chuyển thế, nếu ta phát hiện không đúng, đừng nói băng tầm cổ vương và nguyên kim hồ, coi như tiêu gia các ngươi, sợ không giữ được. Chu Văn lạnh nhạt nói. Trong lòng tiêu thiên phóng giật mình, vui mừng trong lòng mới bớt phóng túng đi một chút, trịnh trọng nói. Ngài yên tâm, cổ mạng lệ này tuyệt đối luyện chế từ hài nhi cổ thần chuyển thế, hơn nữa chính tay ta tự luyện, tuyệt đối không sai, nếu ta nói xạo, nguyện chịu cực hình vạn cổ vệ tâm tiêu thiên phóng thể thốt ta yên tâm mau giải khai bản mệnh khóa cho nàng đi chu văn nói trực tiếp cởi bản mệnh khóa sao ngài có muốn ta trực tiếp chuyển gia bản mệnh khóa cho ngài tiêu thiên phóng có chút nghi ngờ hỏi không cần chỉ là một đầu thần thoại của mạng lệ nếu không trấn áp được nàng ta cũng xứng là chuyên gia nghiên cứu của mạng đồng nhiều năm như vậy chu văn lạnh nhạt nói Tiêu Thiên Phóng cảm thấy Chu Văn quả nhiên là đại nhân vật, ngay cả thần thoại cổ mạng lệ cũng không để vào mắt, khó trách có thể làm sư thúc độc cô trùng. Lại nghĩ tới Chu Văn đại phát thần uy tiện tay thu phục băng tầm cổ vương, ngay lập tức cũng không do dự nữa. Hắn đưa cổ mạng lệ cho Chu Văn, sau đó lại từ trên thân lấy ra một cái hầu bao, cầm lấy hầu bao, cắn chóc lưỡi phun ra một nguồn máu phun lên. Máu hắn vừa chạm vào hầu bao, mà hầu bao kia như lửa gặp được xăng, bắt đầu cháy hừng hực, theo hầu bao kia bị tiêu hủy, cổ mạng lệ trong tay Chu Văn lại run rẩy. Sắc mặt Tiêu Thiên Phong trở nên khó coi, vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt che kín cái trán, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Chu Văn trưng cầu ý kiến Cốc Sơn Thủy, biết loại bản mệnh khóa này đem mệnh mạch bản thân liên hệ với cổ mạng lệ, nếu giải trực tức khắc tạo thành tổn thương to lớn đối với bản thân. Tiêu Thiên Phong chịu giải trừ bản mệnh khóa, trước đây hắn không thể hoàn toàn khống chế cổ nữ, ngược lại bị cổ nữ cắn trả, tháng ngày qua hết sức vất vả. Bây giờ cuối cùng có khả năng thoát khỏi cổ nữ, hắn so với Chu Văn, càng thêm không kịp đợi. Có đôi băng tầm cổ vương kia, lại thêm nguyên kim hồ, về sau thành tựu tiêu gia nhất định mạnh hơn trước kia, mà thống khổ cổ nữ cắn trả hắn, sẽ biến mất. Trăng rắc. Hầu bao hoàn toàn thiêu hủy về sau, bên trên xương sọ cổ mạng lệ, tự hồ có đồ vật gì phá toái, Chu Văn nhìn thoáng qua, thấy trên đỉnh xương sọ của nàng có một giọt máu gỉ ra tiêu thiên phóng thì oa một tiếng phun ra một nguồn máu tươi thoạt nhìn thụ thương không nhẹ chu lão nhanh trấn áp cổ mạng lệ đừng để nàng chạy tiêu thiên phóng nhẫn nhịn thống cổ trên người nói hắn không phải sợ cổ nữ chạy trốn giao dịch đã kết thúc nàng chạy được hay không chẳng liên quan gì đến hắn hắn chỉ sợ cổ nữ chạy thoát sẽ tìm hắn gây phiền phức giao dịch đã kết thúc ta cũng nên đi Chu Văn cầm cổ mạng lệ, sử dụng nguyên khí bao bọc cổ mạng lệ, sau đó đem nàng bỏ vào trong bao, trực tiếp đứng dậy nói. "Người đâu? Đưa Chu lão về." Tiêu Thiên phóng kêu người đến, còn nói thêm: "Chu lão ngài đi thông thả, thân thể ta không tiện, không tiện. Ngươi tốt nhất dưỡng thương đi, phá bản mệnh khóa, bản thân ngươi thụ thương không nhẹ." Chu Văn nói xong, mang cổ nữ cổ mạng lệ đi. Tiêu Lục Kỳ tới, khẩn trương mà hưng phấn hỏi đại ca thật sự thành công sao chúng ta thật sự đổi được đôi băng tầm cổ vương kia sao là thật chính xác là hai đầu băng tầm cổ vương kia trên thân chúng ta còn lưu lại ký hiệu tuyệt đối không sai tiêu thiên phóng cũng hết sức hưng phấn chu lão kia cũng không biết trên người cổ nữ kia có vấn đề còn tưởng chiếm tiện nghi hiện tại chúng ta có hai đầu băng tầm cổ vương trong tay ta lại trừ bỏ cắn trả trên người Hai người chúng ta một người một đầu băng tầm cổ vương, chờ thuần hóa chúng về sau, tiêu gia chúng ta có thể tiến thêm một bước. Đúng rồi, ngươi xem nguyên kim hồ này, đây chính là một kiện cổ hồ ghê gớm. Tiêu thiên phóng mở nguyên kim hồ, để tiêu lục kỳ nhìn băng tầm cổ vương, còn biểu diễn công năng của nó. Chu lão kia lại tiện tay đưa bảo vệ như vậy, thật là một tên đần. Tiêu lục kỳ cảm thán nói. Chu văn đi xa, có điều đế thính vẫn nghe rõ ràng đoạn hội thoại của hai huynh đệ hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cũng không biết ai mới là đồ đần. Cổ nữ tiện tay có thể khiến băng tầm cổ vương nghe lệnh, đây mới là tồn tại đáng sợ, mà hai huynh đệ tiêu gia kia lại không biết coi trọng, lại còn đổi hai đầu băng tầm cổ vương, còn tưởng bỡ chiếm đại tiện nghi. Còn nguyên kim hồ gọi là bảo bối cổ hồ, mặc dù xác thực bất phàm, có điều muốn vây khốn băng tầm cổ vương thì không thể. Sở dĩ chúng thành thật nằm bên trong, hoàn toàn nhờ cổ nữ phối hợp khống chế, bằng không chúng đã sớm lao ra ngoài. Tiêu gia huynh đệ coi chúng là bảo bối, nhưng lại không biết nó chính là bùa đòi mạng trên người chúng. Cổ nữ tự do về sau, muốn động thủ với huynh đệ Tiêu gia, lại bị Chu Văn đè xuống, không để nàng lập tức ra tay. Dù sao Chu Văn dưới danh nghĩa sư thúc độc cô trùng giao dịch cùng huynh đệ Tiêu gia, nếu hiện tại động thủ giết chết bọn hắn, lại ảnh hưởng đến thanh danh độc cô gia cũng không tốt lắm độc cô trùng đã giúp hắn hoàn toàn vỡ kịch này hắn không muốn lấy oán báo ân không vội ngươi đã tự do còn có hai đầu băng tầm cổ vương bên cạnh họ ngươi còn sợ không thể báo thù sao chu văn sờ sờ cổ mạng lệ đang dao động thất giọng nói cổ mạng lệ chậm rãi yên tĩnh trở lại sau khi bản mệnh khóa của nàng được giải trừ cổ nữ đã tiến nhập bên trong cổ mạng lệ trước đó nàng bị bản mệnh khóa hạn chế, cho nàng muốn tiến vào cơ thể của mình cũng không được, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh tiêu thiên phóng làm việc, bằng không tiêu thiên phóng muốn nàng chết, nàng cũng không dám trái. Bây giờ lại khác biệt, bản mệnh khóa được giải trừ, cổ nữ lại không bị hạn chế. Sau khi tụ hợp với hai người độc cô trùng và Lý Huyền, ba người cùng nhau trở lại lửa điếm. Sư thúc, khả năng diễn xuất của ta thế nào? Trên đường trở về, độc cô trùng cười hít mắt hỏi được, hơi nghiệp dư chút. Chu Văn cười nói. Nghiệp dư, chẳng phải tiêu thiên phóng tin rồi sao? Xem ta còn tuổi này phải khổ cực diễn kịch với ngươi, ngài nên suy nghĩ một chút, dạy ta mấy bí quyết thu dưỡng Phượng Hoàng. Bí quyết hử, tìm một đầu Phượng Hoàng, sau đó cố ý để nó nhìn trúng là được. Lời Chu Văn nói là thật, nhưng lời nói thật của hắn lại khiến độc cô trùng hết sức phiền muộn. Trên đường trở về, Chu Văn cũng cảm giác cổ mạng lệ có chút không đúng, trên xương cốt lại chậm rãi sinh trưởng, không chỉ xương cốt đang phát triển, phía trên còn xuất hiện kinh mạch huyết nhục. Đây là chuyện gì? Không phải nàng sẽ khởi từ hoàng sinh chứ? Trong lòng Chu Văn Kinh Nghi, vội vàng thu nàng trong không gian hỗn độn, bằng không để người ngoài nhìn thấy, thực sự quá dọa người rồi. Trăng rắc. Vật chứa bằng thủy tinh đột nhiên phá toái, thi dầu bên trong cũng chảy ra ngoài. Cổ mạng lệ đã lớn đến mức vật chứa vô phương dung nạp, máu thịt trên người đầy đặn làn da dần mọc, sau đó mọc tóc và móng tay. Mấy một lúc, cổ mạng lệ co thành một đoàn mơ hồ không rõ, lại biến thành một hài nhi hết sức sinh động. Một hài nhi bạch bạch vì nộn nộn, thoạt nhìn không khác hài nhi bình thường, nhưng quan sát tỉ mỉ thân thể của nàng, sẽ phát hiện, trái tim của nàng lại không đập, huyết dịch trong thân thể cũng không lưu động tuần hoàn. Nói nàng là người chết cũng không đúng, trên người nàng hết thảy như người bình thường, trên thân cũng có sinh cơ, con mắt mở ra, tuy nhiên không có tâm tạng khiến người ta không hiểu nàng rốt cuộc là người sống hay chết thời điểm chu văn tới chỗ ở hài nhi đã lớn bằng hài đồng một tuổi có điều thoạt nhìn đã đình chỉ trưởng thành không tiếp tục lớn lên chu văn vốn tưởng nàng sẽ lớn thành hình dáng giống cổ nữ trưởng thành ai biết nàng lại đình chỉ phát triển chẳng lẽ bên trong hỗn độn châu khiến nàng bị ảnh hưởng chu văn đem nữ đồng ra ngoài sau đó tắm rửa cho nàng rửa thi dầu đặt nàng trên giường Kết quả nữ đồng không tiếp tục phát triển, vẫn lớn như vậy, cứ như vậy ngồi ở trên giường, mặt không thay đổi nhìn Chu Văn. Chu Văn lấy bên trong không gian hỗn độn một bộ quần áo của Ma Anh, vốn cho Ma Anh lúc không có chuyện gì làm ăn mặc chơi, hiện tại đến vừa vặn có đất dụng võ. Có điều nàng còn nhỏ hơn Ma Anh một chút, quần áo hơi rộng, có điều đây là y phục thích hợp nhất Chu Văn có thể tìm được, chờ về sau mua cái khác. Ngươi có thể tự mặc quần áo hay không? chu văn nhìn nữ đồng hỏi nữ đồng lắc đầu nhìn chu văn chẳng lẽ người biến hài đồng ngay cả ai quy cũng biến theo chu văn đành phải giúp nàng mặc vào sau đó nhìn nàng ngồi giường nói ngươi còn nhớ ta không chu văn không biết rốt cuộc tình huống hiện tại thế nào tri thức hắn học được từ cốc sơn thủy lại không có cái này theo cốc sơn thủy nói nếu cổ mạng lệ không có hạn chế linh thể sẽ trở lại bên trong bản thể nhưng không phục sinh chẳng qua có được quyền tự chủ mà thôi bình thường cổ mạng lệ có quyền tự chủ từ xưa vô cùng nguy hiểm bởi chúng chết vô cùng oan uổng quán khí trên thân không tiêu tan sẽ không ngừng hại người chu văn không muốn nuôi cổ nữ như tiêu thiên phóng cho nên hắn vốn không tính toán đem cổ nữ biến thành cổ mạng lệ mà chuẩn bị dùng một phương pháp khác mang cổ nữ đi nhưng ai biết chu văn chưa kịp sử dụng phương pháp kia cổ nữ lại sống lại còn biến thành hài nhi phương pháp mà cốc sơn thủy dạy hắn sợ vô dụng nữ đồng nhẹ gật đầu hoặc nhìn nữ đồng còn nhớ rõ hắn xem ra trí nhớ của nàng không mất chu văn thở dài một hơi có trí nhớ thì dễ làm rồi hiện tại ngươi đã tự do có tính toán gì không chu văn nhìn cổ nữ hỏi lại cổ nữ nhìn chu văn không trả lời giống như không biết lời chu văn có ý nghĩa gì ý của ta đó là về sau ngươi muốn đi đâu chu văn sợ nàng nghe không hiểu lại thay đổi cách hỏi cổ nữ lại nhìn hắn không nói lời nào cũng không biết nàng rốt cuộc có hiểu hay không cái này ngươi tên là gì chu văn gọi nàng tuy nhiên lại phát hiện mình nàng gọi là gì cũng không thể gọi nàng là cổ nữ như đám người tiêu thiên phóng kia xưng hô như vậy chỉ sợ nàng cũng sẽ không thích nữ đồng lần này cuối cùng có phản ứng nhìn chu văn lắc đầu ngươi không có danh tự sao Chu Văn hỏi. Thấy nữ đồng gật đầu, Chu Văn biết mình đoán đúng, suy nghĩ một chút nói. Ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Nữ đồng lại gật đầu một cái, cái này khiến Chu Văn biết nàng nghe hiểu được, thực tế IQ của nàng vẫn còn, nhưng không biết tại sao nàng lại không biết nói chuyện. Chu Văn nghiêm túc suy tính một hồi lâu, lại đánh giá bộ dáng nữ đồng, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, ngươi cả thấy cái tên tiểu lệ thế nào? trên mặt nữ đồng mặt vẫn không có biểu lộ chẳng qua xoay mặt qua một bên không tốt sao gọi là tiểu na ngươi thấy thế nào chu văn suy nghĩ một chút lại hỏi nữ đồng mặt không biểu tình giống như không hiểu lời chu văn nói giơ cánh tay lên dùng ngón tay chỉ trước ngực chu văn chu văn cúi đầu nhìn một chút phát hiện trước ngực mình là quần áo không có cái gì khác chẳng có hoa văn hay chữ cái gì chẳng lẽ nàng chỉ cái này Chu Văn duỗi tay thò vào cổ áo, lấy một sợi dây truyền như ngà voi điêu khắc thành. Đây là chiếc dây truyền do Vương Minh Nguyên điêu khắc thành, nghe nói dùng răng của Bạch Long bên trong Long tỉnh điêu khắc thành, nhắc đến lai lịch của Long Nha, nghe nói Đại sư Huynh Lưu Vân xuống Long tỉnh trộn được, có điều bản thân Vương Minh Nguyên hắn tự nhặt. Có thể thấu thị, xem ra năng lực của nàng vẫn còn. Chu Văn thấy hướng ngón tay chỉ của nữ đồng, theo chiếc dây truyền di chuyển, biết bản thân mình đoán đúng ngươi dùng chiếc dây chuyền này làm tên ta biết rồi cái này dùng long nha điêu khắc thành cho nên ngươi muốn gọi là tiểu long đúng không chu văn bừng tỉnh đại ngộ nữ đồng mặt không biểu tình thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn một chút phản ứng cũng không có nhìn một lúc lâu con mắt đều không nháy mắt một thoáng khiến nội tâm chu văn có chút sợ hãi không phải sao chẳng lẽ gọi ngươi là tiểu bạch chu văn có chút chột dạ mà hỏi ánh mặt nữ đồng hơi quá dị nhìn chu văn cuối cùng lại chậm rãi gật đầu chu văn nhìn ánh mắt nữ đồng cảm thấy nàng tựa hồ có mùi vị không muốn trong nội tâm cũng cảm thấy có chút không tốt lắm thế hắn suy nghĩ một chút nói thêm tiểu bạch không dễ nghe không giống tên nữ hài lắm ngươi muốn gọi là nha nhi không nha nghĩ là nảy mầm hy vọng ngươi có thể nhanh chóng lớn lên nữ đồng khẽ gật đầu mặc dù vẫn có chút miễn cưỡng có điều không còn biểu lộ từ bỏ như nãy vậy thì tốt vậy sau này gọi ngươi là nha nhi chu văn vuốt vuốt trên trán sau đó nhìn nha nhi nói nha nhi ngươi có thể khống chế băng tầm cổ vương được không nha nhi gật đầu chu văn mới an tâm lại nếu nha nhi không thể khống chế băng tầm cổ vương vậy kế hoạch của hắn phá sản mặc dù kết quả vẫn vậy có điều chu văn không thích sự tình không thể khống chế ngươi có thể để người khác không thể thấy ngươi không chu văn lại hỏi lần này nha nhi lắc đầu rõ ràng nàng đã không có biện pháp lại dùng trạng thái linh thể tồn tại chu văn lại hỏi nha nhi một vài vấn đề đại khái hiểu một chút sự tình liên quan thế nhưng nội dung hiểu rõ có hạn nàng lại không biết nói chuyện chu văn chỉ có thể hỏi dò hiện tại chỉ biết năng lực nha nhi trí nhớ cùng iq cũng không hề biến hóa giống như trước đây chẳng qua thân thể của nàng không biết tại sao lại dừng lại tại trạng thái này mà không lớn lên hiện tại nàng có được tính là người sống hay không nhỉ chu văn không cách nào phán đoán tình huống nha nhi đành phải hỏi nàng hiện tại ngươi muốn làm gì Giết nha nhi chỉ nói một chữ hóa ra ngươi biết nói chuyện chu văn trợn mắt khóc mồm nhìn nha nhi hắn múa tay múa chân nửa ngày như vậy bây giờ mới biết nha nhi biết nói chuyện nhưng chu văn lại hỏi nha nhi nàng chẳng qua lắc đầu trả lời không nói gì thêm chẳng lẽ nàng chỉ biết nói một chữ này mặc dù chu văn cảm thấy tự hồ hơi vô lý không đạo lý nàng đã biết nói mà chỉ nói một chữ có điều nha nhi không nói cũng không có biện pháp gì nha nhi đột nhiên đứng lên định ra bên ngoài kết quả không đi được hai bước chân lại mềm nhũng ngã trầm trên mặt đất hoặc nhìn lực lượng trên thân thể nàng không khác hài nhi lắm nha nhi khẽ nhíu mày ánh mắt ngưng tụ thân thể lại trôi lơ lửng trên không thật kỳ quái tinh thần lực của nàng vẫn mạnh như trước kia đạt cấp độ thần thoại, nhưng trình độ thân thể nàng lại yếu đuối không khác gì hài nhi bình thường. Chu Văn cũng cảm thấy có chút quái dị. Chu Văn vừa định nói cái gì với Nha Nhi, đã thấy nàng đã theo cửa sổ bay ra ngoài, hướng về tiêu gia. Chu Văn sợ xảy ra chuyện, đành phải mặc ẩn hình y đuổi theo. Bên trong tiêu gia, tiêu thiên phóng và tiêu lục kỳ đang tiến hành kế hoạch thuận dưỡng băng tầm cổ vương, bọn hắn không kịp chờ đợi thuận dưỡng băng tầm cổ vương thành công thật sự là bảo bối cổ trùng mạnh mẽ như băng tầm cổ vương lại bị nhốt bên trong vô lực thoát ra chúng ta thuận lợi thuần dưỡng hơn rất nhiều tiêu lục kỳ nhìn băng tầm cổ vương nói tiêu thiên phóng cũng đang quan sát hai đầu băng tầm cổ vương kia mà hai đầu băng tầm cổ vương đang bên trong bò qua bò lại mệt mỏi bây giờ lại không nhúc nhích hẳn đang nghỉ ngơi tiêu lục kỳ cầm một đầu cổ trùng ra ngoài đem cổ trùng kia thắt phía trên một sợi dây thừng ném vào trong nguyên kim hồ đây là thức ăn mà Băng Tầm Cổ Vương thích ăn, đầu tiên bọn hắn muốn dùng loại phương pháp này dẫn dụ Băng Tầm Cổ Vương, nhưng lại không cho chúng ăn, sau đó lại từng bước huấn luyện. Tiêu Lục Kỳ bỏ cổ trùng vào, thời điểm đang chờ Băng Tầm Cổ Vương có hành động thì lôi cổ trùng ra, nhưng ai biết một đầu Băng Tầm Cổ Vương lại trực tiếp nuốt cổ trùng kia, tốc độ nhanh kinh người, căn bản không cho hắn thời gian lôi cổ trùng ra ngoài. Tốc độ Băng Tầm Cổ Vương quá nhanh, muốn thuần dưỡng rất phiền phức. Tiêu lục kỳ muốn lôi dây dừng lên, một lần nữa thả cổ trùng xuống. Nhưng ai biết băng tầm cổ vương bên trong, lại chợt lách người, lao xuôi theo hướng nguyên kim hồ lên trên. Tiêu lục kỳ cùng tiêu thiên phóng đều quá sợ hãi, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Tại sao vậy? Trong lòng tiêu thiên phóng kinh hãi, cảm giác sự tình vô cùng không thích hợp. Tiêu lục kỳ chưa kịp nói cái gì, một đầu băng tầm cổ vương khác cũng bò ra ngoài, phản phất như nguyên kim hồ mất hết tác dụng hai người không chút do dự chạy ra ngoài chờ bọn hắn rời khỏi mật thất về sau lại bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người chỉ thấy bên trong chùa miếu khắp nơi đều có cổ trùng bò ngổn ngang người tiêu gia đang liều mạng với đám cổ trùng càng đáng sợ chính là cổ trùng mà bọn hắn thuần dưỡng lại cũng phản bội chủ nhân của bọn chúng hướng về chủ nhân phát khởi công kích khắp nơi đều là hình ảnh máu tươi tung tóe và âm thanh thảm thiết tại sao vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra Hai mắt tiêu thiên phóng đỏ máu, toàn bộ chùa miếu phản phất biến thành địa ngục. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề, nhất định do họ chu kia làm trò quỷ, hắn căn bản không muốn đem băng tầm cổ vương cho chúng ta. Trong lòng tiêu lục kỳ tuyệt vọng, bản thân cổ trùng tiêu gia rất nhiều, hiện tại tất cả đều làm phản rồi, ngay cả thần thoại huyết hạt cổ cũng làm phản, thậm chí điên cuồng giết chóc. Còn mấy đầu thần thoại cổ trùng bọn hắn bắt được trước kia, đang điên cuồng giết chóc bất luận một đầu cổ trùng nào trong đó, bọn hắn đều khó đối phó, huống chi còn nhiều cổ trùng như vậy, hiện tại tất cả đều lao ra khỏi chùa miếu là chuyện không tưởng. Họ chu kia, cho dù ta chết có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Tiêu thiên phóng bi vẫn kêu to. Trên bầu trời, một thân hình chậm rãi buông xuống, tiêu thiên phóng cùng tiêu lục kỳ nhìn sang, phát hiện đó lại là tiểu nữ hài tầm một tuổi. Nhưng trên mặt cô bé kia hoàn toàn không có vẻ gì thiên chân khả ái, nàng hoàn toàn không có biểu lộ, vẻ mặt lãnh đạm, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn tiêu thiên phóng cùng tiêu lục kỳ. Cổ trùng bốn phía trắng trợn giết chóc, nhưng không có một con cổ trùng nào tới công kích tiêu thiên phóng và tiêu lục kỳ. Cổ nữ Ngươi là cổ nữ Làm sao có thể Tiêu thiên phóng quan sát tỉ mỉ nha nhi, đột nhiên chỉ nha nhi, hoảng sợ kêu lớn lên. Dù sao hắn từng cùng nha nhi bản mệnh tương liên. Khí tức của Nha Nhi đối với hắn quá quen thuộc, hiện tại cho dù bản mệnh khóa đã bị giải trừ, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng khí tức trên người Nha Nhi. Làm sao nàng có thể là cổ nữ? Điều đó không thể. Đương nhiên Tiêu Lục Kỳ sẽ không tin, tiểu nữ hài trước mặt mình là cổ nữ. Lão Lục, ngươi hồ đồ rồi, ngoại trừ cổ nữ bên ngoài, ai có thể khống chế nhiều cổ trùng như vậy, ai có thể khiến toàn bộ cổ trùng tiêu gia chúng ta phản bội? còn khí tức trên người nàng tuyệt đối giống cổ nữ. Tiêu Thiên Phóng hoảng sợ nói. Lúc này hai đầu băng tầm cổ vương cũng bò ra ngoài, trên lưng lại xuất hiện hai cánh trong suốt, một trái một phải bay đến bên cạnh cổ nữ, giống như đang thủ hộ nàng. Tiêu Thiên Phóng bỗng nhiên hiểu được cái gì, thân thể rung lên, cắn răng nghiến lợi nói. Ta hiểu được, ta hiểu được, nguyên lai họ chu kia chẳng có bản lãnh gì, cái gì bảo hồ, cái gì một tay hàng phục băng tầm cổ vương đều là giả, cổ nữ căn bản có thể hàng phục băng tầm cổ vương, chính nàng điều khiển băng tầm cổ vương. Dĩ nhiên chúng ta không phát hiện được lực lượng của nàng đã cường đại đến trình độ này. Tiêu lục kỳ cũng kinh hãi muốn chết, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Xong, đại ca, lần này chúng ta xong đời rồi. Lúc trước chúng ta không nên đánh chủ ý lên nàng. Hiện tại nàng đến báo thù. Toàn bộ người của tiêu gia đều chết hết, toàn bộ cổ trùng như thủy triều bao quanh hai người họ vào giữa, toàn bộ chùa miếu đều bị cổ trùng bao phủ, chỉ còn chỗ bọn hắn không có cổ trùng. Các ngươi, đáng chết. Theo thanh âm nha nhi, cổ trùng như thủy triều hướng về phía bọn hắn. Anh em nhà họ tiêu liều mạng chiến đấu, nhưng rất nhanh bị cổ trùng bao phủ hoàn toàn, vô số cổ trùng tiến vào cơ thể của bọn hắn, cắn xé nội tạng, khí quan, huyết nhục trên cơ thể của bọn họ. Huynh đệ tiêu gia không kịp hết thảm, đã bị cổ trùng ăn gặm đến mức không còn xương vụn. Chu Văn bay trên không trung, nhìn thảm trạng của tiêu gia, không khỏi kẻ nhíu mày, cũng có chút bận tâm. Nha Nhi muốn trả thù không gì đáng trách, nhưng chém tận giết tuyệt thế này, quả thật có chút quá độc ác, trong tiêu gia không phải tất cả mọi người đều kẻ xấu, thậm chí chưa làm qua chuyện xấu. Chu Văn không phải tội nghiệp tiêu gia, mà sợ tính cách này của Nha Nhi, về sau mang theo nàng bên người, vạn nhất bản thân hoặc có người thân chọc giận nàng, nàng có thể hành động với mình và bằng hữu mình như vậy không? thời điểm chu văn đang suy tư những cổ trùng kia đã bắt đầu tán đi trong chốc lát không còn một mống chỉ có nha nhi và hai đầu băng tầm cổ vương bay tới chu văn lấy nguyên kim hồ mà độc cô trùng đưa hắn còn hai đầu băng tầm cổ vương kia ngoan ngoãn chui vào hiện tại ngươi tự do ngươi có thể đi bất kỳ đâu ngươi muốn cũng có thể làm chuyện ngươi muốn làm chu văn nhìn nha nhi trước mặt nói nha nhi chẳng qua nhìn chu văn không nói gì rõ ràng nàng biết nói chuyện nhưng không biết tạo sao nàng lại không chịu nói ngươi có chỗ gì muốn đi sự tình muốn làm gì chu văn nhìn nha nhi lại hỏi nha nhi khẽ lắc đầu nàng chưa kịp xuất sinh đã bị huynh đệ tiêu gia luyện thành cổ mạng lệ sợ bản thân không biết mình phải đi đâu phải làm gì vậy ngươi trước đi theo ta đi ngươi muốn đi theo ta ta có mấy yêu cầu nếu như ngươi có thể làm được thì có thể đi theo ta nếu ngươi không làm được ngươi tự mình đi thôi chu văn nhìn nha nhi nói nha nhi không nói gì chẳng qua nhìn chu văn thứ nhất ngươi đi theo ta nếu không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không cho phép ra tay đã thương người thứ hai không cho phép ngươi không có sự đồng ý của ta dùng cổ trùng đã thương kẻ khác thứ ba ngươi có thể cùng ta giảng đạo lý thế nhưng cuối cùng nhất định phải nghe lời của ta thứ tư không được tùy ý thể hiện lực lượng của ngươi trước mặt người khác ngươi có thể làm được sao chu văn nhìn nha nhi hỏi Nha Nhi nhìn Chu Văn nhẹ gật đầu, không lưỡng lự gì, cũng không biết nàng thật sự nghe hiểu hay không. Thấy Nha Nhi gật đầu, Chu Văn cảm giác trong lòng hết sức cổ quái, mặc dù có chút vui sướng, nhưng cũng có chút lo lắng. Hiện tại Nha Nhi rốt cuộc như hài nhi bình thường hay không, ngay cả Chu Văn cũng không rõ ràng, nếu trên người nàng có những tấm kỵ như cổ mạng lệ kia, về sau sợ sẽ có phiền phức. Có điều chuyện đã đến nước này, Chu Văn chỉ có thể đem nàng về trước mang theo nha nhi đi mua chút quần áo mặc dù nàng không nói lời nào tuy nhiên lại rất ngoan ngoãn chu văn nói cái gì nàng thì làm cái đó thoạt nhìn như đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường một điểm cũng không thấy nàng có quyết tâm diệt sạch tiêu gia như trước lão chu ngươi lừa một đứa trẻ từ đâu vậy lý huyền thấy chu văn ôm một đứa bé trở về hơi kinh ngạc hỏi thăm nhặt trên đường chu văn hồi đáp có phải bị lạc hay không lý huyền nói không đâu, chỗ ta gặp được nàng là dị thứ nguyên lĩnh vực, không ai mang hài tử đến đó." Chu Văn nói. "Người nào nhẫn tâm, lại tiểu hài tử đáng yêu như vậy vứt vào trong dị thứ nguyên lĩnh vực?" Lý Huyền Thương hại nhìn tiểu nữ hài. "Không biết, có điều ta dự định nuôi nàng, mang nàng về nhà." Chu Văn cầm cổ hồ, trực tiếp kính đáo đưa cho Lý Huyền. Hai đầu băng tầm cổ vương đều bên trong. Tiêu gia thế nào? Lý Huyền cầm cổ hồ vẻ mặt cổ quái hỏi bị cổ mạng lệ kia tiêu diệt chu văn không nói rõ chi tiết bởi vì tình cảnh lúc ấy thực sự quá khốc liệt cái này đúng là quả báo giúp người đào anh làm chuyện như vậy thiên khiển là đúng lý huyền nói đứa nhỏ này tên là gì lý huyền sờ đầu nha nhi hỏi nha nhi đây là tên ta đặt cho nàng thời điểm chu văn thấy lý huyền sờ đầu nha nhi nàng cũng không phản ứng đặc biệt gì lúc này mới yên lòng lại ngươi đặt tên kiều gì vậy tiểu nữ hài đáng yêu như vậy sao có thể dùng danh tự như vậy ngươi ít nhất cũng phải gọi nàng là tiểu nguyệt coi như tiểu nhã cũng tốt hơn cái tên nha nhi hơn vạn lần không nên không nên ngươi phải đặt tên lại cho nàng lý huyền nghe tên nha nhi lập tức lắc đầu liên tục về sau đổi tên khác coi như nha nhi là nhũ danh của nàng đi chu văn thực sự không biết đặt tên nghĩ nhiều thấy đau đầu rất nhanh sự tình tiêu gia bị diệt tộc trong vòng một đêm bị người ngoài phát hiện, rất nhiều người đều đi xem, phát hiện nơi đó có hàng loạt dấu vết cổ trùng, suy đoán tiêu gia bị cổ trùng tiêu diệt, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại không ai có thể nói rõ ràng. Thanh Lai đệ nhất tiêu gia, trong vòng một đêm bị diệt, sau này đây trở thành truyền thuyết tại Thanh Lai. Lý Huyền dự định cùng độc cô trùng đi một chuyến tới độc cô gia, học tập một chút phương diện tri thức liên quan đến cổ trùng, Chu Văn lại ở lại, bởi thái cổ bào tử bên kia vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ hắn muốn chờ thêm một chút thái cổ bào tử chưa ký sinh thành công thế nhưng chưa tử vong hiện tại chu văn cũng không biết rõ nó rốt cuộc là tình huống gì lý mặt bạch mang theo điệp và câm từ mảnh rải trở về lạc dương cốc sơn thủy còn gọi điện thoại tới nói hắn đã đã tìm được phương pháp vây khốn thi trùng nên bảo chu văn tới lấy hồ lô chu văn tạm thời không có cách nào đi mảnh rải cốc sơn thủy để cốc lâu mang hồ lô đưa cho hắn Chu Văn một bên chờ đợi tin tức từ Thái Cổ Bào Tử, một bên cày phó bản. Cổ Kiếm Mộ và Bất Hồi Cốc đều là phó bản không tệ, thu được không ít đồ tốt, hiện tại Chu Văn chủ yếu cày hai phó bản này, lại thêm mấy phó bản có thần thoại sinh vật khác và sinh vật hiếm có, mỗi nơi đều cày một lần. Bên phải Bất Hồi Cốc là Tuyết Cốc, Chu Văn đi mấy lần, kết quả mỗi lần đi vào nhân vật tí hon đều chết rất sớm, bay trên không thì không việc gì, nhưng thời điểm đi trên không trung chỉ có thể nhìn thấy tuyết động khắp nơi cũng không thấy thứ gì đó như cổ trùng cho đến bây giờ chu văn vẫn không rõ ràng tại sao nhân vật tí hon lại chết trên mặt tuyết dùng năng lực của đế thính và ngục vương tôn nếu có cổ trùng trốn trong tuyết coi như cổ trùng nhỏ bé thế nào ta nhất định phải phát giác mới đúng mà mệnh hồn thái thượng khai thiên kinh cũng không có phản ứng nói rõ đây không phải sức mạnh cấm kỵ rốt cuộc thứ gì khiến nhân vật tí hon tử vong đây chu văn nghiên cứu một lúc lâu cũng không tìm ra bí mật của tuyết cốc chu văn đoán chừng phần lớn người tiến vào bất hồi cốc phần lớn chết trong tuyết cốc dù sao người dám tiến vào đó đều là cao thủ dưỡng cổ kiều gì cũng có người có biện pháp đối phó cổ trùng trước mặt nhưng tuyết cốc này không phải cứ hiểu cổ trùng là có thể đối phó thời điểm chu văn chơi đùa nha nhi an vị tại trên băng ghế nhỏ nhìn chu văn không nháo cũng không nhao nhao mặc dù nha nhi không có nhịp tim nhưng nàng và hài đồng không có khác biệt quá lớn cũng cần phải ăn cơm để lớn lên chu văn có thể cảm giác được nàng đang từ từ trưởng thành tốc độ phát hiện không khác hài đồng bình thường lắm bên trong thế giới như bí cảnh có một tòa cung điện to lớn đứng vững tại sơn nhạc đỉnh phong trên đỉnh cao nhất cung điện có một pho tượng khổng lồ giống như rắn như rồng đứng sừng sững phía trên sơn nhạc như trụ trời kia chỉ có một thềm đá bàn sơn mà lên từ chân núi thông lên đỉnh mỏm núi lúc này một người mặc áo trắng trên thân từng đạo lôi điện xỏ xuyên qua đi tới trước thềm đá vương minh uyên ngươi không trông coi thần thụ cũng dám tự tiện rời đi còn tới long thần sơn chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là chỗ sinh hoạt của long thần chúng không phải dạng tạp chủng như ngươi có thể tới có phải ngươi chán sống rồi hay không trước thềm đá một sinh vật mình người đuôi rắn ngăn cản đường đi của vương minh uyên từ nay về sau ta chính là long thần chúng vương Vương Minh Nguyên bình tĩnh nói. Thủ vệ trên thềm đá kia, giống như nghe được sự tình buồn cười nhất trong thiên hạ, cười ngửa tới ngửa lui, cơ hồ sắp rớt nước mắt. Ngươi thật đúng biết đem mình làm trò cười, ngươi thật không nghĩ tấn thăng thần thoại có gì đặc biệt hơn người sao. Bên trong chiến tranh dị thứ nguyên, cái gọi là thần thoại của nhân loại các ngươi chỉ là pháo hôi thôi. Bởi chỉ khi nào vượt qua cấp độ kia, mới có thể vượt dị thứ nguyên, không bị vách ngăn giữa các dị thứ nguyên giết chết. Nói chung chỉ có cổ địa như địa cầu các ngươi mới đem thần thoại là thứ gì đó cao thượng thôi Quái vật Kinh Miệt tiếp tục nói Tự như nhân loại các ngươi vô phương sinh tồn trong không gian vũ trụ Bởi nơi đó không có điều kiện như dưỡng khí để các ngươi sinh tồn Mà thần thoại cường giả trong dị thứ nguyên chiến tranh mà nói Chẳng khác nào nhân loại các ngươi mới học xong cách sinh tồn trong không gian mà không cần dưỡng khí mà thôi Có thể học được hô hấp, có thể sống sót, tự nhiên có hy vọng Vương Minh Viên nói. Sự tình không làm được mới cấn hy vọng, ngươi căn bản không biết Long Vương Đại Nhân là tồn tại đáng sợ thế nào, so với ngài ngươi không bằng sâu kiến. Nếu như không phải ngươi bước ra từ trong cổ cấm địa, đừng nói trong coi thần thụ, ngay cả tư cách làm tạp dịch cho Long Thần Chúng cũng không đủ, lại còn dám mưu toan khiêu chiến Long Vương Đại Nhân, đơn giản không biết sống chết. Không cần đi tìm Long Vương Đại Nhân, hôm nay ta để ngươi biết một chút, cái gì mới gọi là thực lực. Quái vật nói xong, trên thân dâng lên kỳ dị lực lượng, một đánh về phía Vương Minh Uyên. Lực lượng kinh khủng hóa thành một con cự xà, hướng về Vương Minh Uyên thôn vệ tới, nhất kích tiện tay này, quy lực có thể so sánh với bạo quân bỉ mông dưới trạng thái sử dụng lực lượng tuyệt đối. Vương Minh Uyên vẫn từng bước đi về phía thềm đá, cũng không thèm để ý đến công kích kia. Nhưng khi cự xà kia đến trước mặt hắn, lại tự động phân giải tán loạn, trong nháy mắt biến thành hư vô đột đột phá dị thứ nguyên bích trướng sao? Có điều ngươi cho rằng thế thôi đã có tư cách chiến đầu với Long Vương Đại Nhân chúng ta sao? Quá cuồng vọng. Mặc dù quái vật kia phách lối, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hơn, không còn kinh thị như trước. Nhìn Vương Minh Uyên từng bước một đi tới, quái vật kia hai tay đang lại một chỗ, bày ra một tư thái công kích quái dị, như độc xà bất cứ lúc cũng có thể cắn người. Cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của Long Thần chúng. Long thần giáng thế. Thời điểm quái vật gào thét, lực lượng kỳ dị trên người đã đạt đến cực hạn, hạn, lực lượng kinh khủng lập tức bao phủ toàn bộ không gian, từng đầu hư ảnh cự xà, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, theo bốn phương tám hướng hướng oanh kích về phía Vương Minh Uyên. Vô số hư ảnh cự xà thôn vệ hướng về Vương Minh Uyên, nhưng khi chúng đến bên người Vương Minh Uyên lại tự động tan rã, căn bản không cách nào đụng vào thân thể hắn, tựa như thân thể hắn được thần linh bảo hộ. Làm sao? làm sao có thể? Quái vật thấy long thần dáng thế của mình phát huy đến cực hạn, nhưng thậm chí quần áo của Vương Minh Uyên cũng không chạm tới, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Mà Vương Minh Uyên đã đến trước mặt hắn không đến 3 mét, thềm đá lên núi đã gần ngay trước mắt. Long không phải như vậy. Vương Minh Uyên nhìn quái vật kia liếc mắt, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thân thể quái vật kia như bị bàn tay vô hình bắt lấy, trực tiếp bị ném ra ngoài. Oanh, thân hình của hắn hung hăng đâm vào thạch bích đánh một lỗ thủng trên vách đá xương cốt toàn thân tựa hồ đã phá toái máu tươi be bét đầy người vùng vẫy mấy lần không đứng lên được trong miệng không ngừng phun máu tươi ngươi đã tấn thăng thiên tai cấp quái vật kinh hãi nhìn vô số lôi điện quán xuyên thân thể vương minh uyên như gặp quỷ vương minh uyên mượn nhờ lực lượng lục đại thần điện tấn thăng thần thoại sau đó đánh tan dị thứ nguyên bích trướng tiến vào dị thứ nguyên không lâu còn nhận hình phạt lôi điện sâu xé hắn đã vậy mà còn tấn thăng thiên tai cấp, chuyện này thật sự quá kinh người. Coi như thiên sinh thần thoại bác bộ chúng, người có thể tấn thăng thiên tai cấp nhanh như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vương Minh Nguyên lại không trả lời, bước lên thềm đá, từng bước một hướng về đỉnh Long Thần Điện. Coi như ngươi tấn thăng thiên tai cấp, thế nhưng trước mặt Long Vương đại nhân vĩ đại, ngươi chỉ là sâu kiến. Quái vật kia nghiêm nghị gào thét, nhưng lại không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Chu Văn đợi trái đợi phải, một mực chờ tin tức thái cổ bào tử thành công hay thất bại, bởi khoảng cách quá xa, cũng không cách nào thu nó lại, không khỏi có chút nóng nảy. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến tới Long Thi Hà, tìm đầu Long Vương cổ kia, coi như không ký sinh thành công, cũng phải thu thái cổ bào tử về. Chu Văn ý có ba gia hỏa tiểu điểu, thái tuế và nha nhi bên người, hoàn toàn không ngán cổ trùng, cho nên tự mình đi một chuyến tới Long Thi Hà. Chu Văn không biết gia tộc nào chế tạo thuyền chuyên dụng, cũng không có ý định dùng nhiều tiền đi mua loại thuyền đặc thù kia, hắn chỉ mua một chiếc cano bình thường sau đó chuyển đến Long Thi Hà. Ta nói bằng hữu, ngươi đem một chiếc cano tới Long Thi Hà làm gì? Có người chuẩn bị tiến vào Long Thi Hà bắt cổ trùng, thấy Chu Văn mang theo cano, hết sức tò mò, tiến lên hỏi. Xuống Long Thi Hà bắt cổ trùng. Chu Văn trả lời. Người kia đánh giá Chu Văn hỏi. Bằng hữu, ngươi là người nơi khác tới vừa tới thanh lai không lâu chu văn thành thật trả lời vậy khó trách chỉ sợ ngươi không biết cấm kỵ trên long thi hà thuyền bình thường xuống sông nhất định bị cổ trùng vây công ngươi nhất định phải mua hoặc thuê thuyền đặc thù phòng cổ trùng mới được người kia có ý tốt nhắc nhở cổ trùng bình thường hẳn sẽ không công kích thuyền của ta chu văn nói xong một bên ôm nha nhi cũng nhau lên cano sau đó khởi động động cơ cano xuất phát tiến vào Long Thi Hà. Người kia nói với đệ tử bên cạnh. Người trẻ tuổi kia điên thật rồi, hắn dám dùng cano tiến vào Long Thi Hà, mặc dù cano dùng động cơ đi e -gen trên Long Thi Hà sẽ không tắt máy, nhưng cổ trùng bên trong Long Thi Hà sẽ bị âm thanh động cơ dẫn tới, đến lúc đó chúng sẽ bò vào bên trong động cơ, phá hư động cơ. Hắn còn mang hài tử đi chúng, người này thật sự hết thuốc chữa. Nhìn qua người này là người đông khu, hắn muốn tìm chết, chúng ta không ngăn cản được. Đệ tử biểu môi một cái nói. Chu văn lái cano, tiểu điểu và thái tuế một trái một phải đứng đầu thuyền, mà nha nhi an vị bên cạnh chu văn, hơi chút hiếu kỳ đánh giá Long Thi Hà. Cổ trùng bên trong Long Thi Hà cảm nhận được khí tức của tiểu điểu, đều không dám tới gần cano. Nhưng nha nhi vẫy tay, chỉ thấy trong đó có mấy đầu cổ trùng tiến gần, bơi lội bên cạnh cano, tự hồ đang hộ vệ cano. Hồ lô đã cầm về, hay là lợi dụng nha nhi thu phục một chút thần thoại cổ trùng nhĩ. Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán. Cổ trùng bình thường tự nhiên Chu Văn không hứng thú gì, nếu hắn muốn thu nhập, ít nhất cũng phải tìm loại cổ trùng đẳng cấp tương tự băng tầm cổ vương, nếu có thể thu phục long vương cổ thì càng tốt. Tốc độ của cano hơn hẳn thuyền gỗ nhiều, lướt trên mặt sông nhanh như tên bắn, Chu Văn có thể cảm giác được, bản thân cách thái cổ bào tử càng ngày càng gần, thậm chí cảm ứng càng mãnh liệt hơn đối với người dưỡng cổ mà nói long thi hà là địa phương cực kỳ nguy hiểm nhưng trước mặt chu văn là chẳng có thứ gì uy hiếp được hắn hắn một đường vọt thẳng rất nhanh cảm ứng được vị trí của thái cổ bào tử chu văn có khả năng cảm giác được vị trí thái cổ bào tử ngay dưới ca nô hơn nữa cũng cảm giác được quái vật khổng lồ long vương cổ đang ở phía dưới bởi khoảng cách rất gần lần này chu văn cảm giác rõ ràng thái cổ bào tử một mực ký sinh trên thân thể long vương cổ cố gắng khống chế nó nhưng long vương cổ khác biệt với thần thoại sinh vật bình thường thân thể nó vốn là một hợp thể linh hồn cũng vậy đều từ vô số linh hồn ngưng tụ lại hình thành một chỉnh thể thái cổ bào tử muốn ký sinh trên linh hồn long vương cổ phát hiện chỉ có thể khống chế bộ phận linh hồn vô luận nó ký sinh bộ phận nào trên linh hồn long vương cổ đều không thể hoàn toàn khống chế long vương cổ cho nên long vương cổ mới cầm cự lâu như vậy hoàn thành linh hồn ký sinh rất dễ nhưng muốn hoàn toàn khống chế long vương cổ dù thế nào cũng không làm được trừ phi thái cổ bào tử sẽ phân liệt chia ra ngàn ngàn vạn vạn tiểu tiểu thái cổ bào tử tiến hành ký sinh toàn diện mới có thể chân chính khống chế long vương cổ nha nhi ngươi có thể khống chế long vương cổ phía dưới long thi hà không chu văn đem hy vọng ký thác trên thân nha nhi nhưng nha nhi lại lắc đầu ngay cả nàng cũng không thể khống chế long vương cổ bởi nó quá mạnh sao chu văn hỏi nha nhi mặc dù nha nhi có năng lực khống chế cổ trùng nhưng có hạn mức long vương cổ đã là đỉnh cấp thần thoại nha nhi chỉ bằng tinh thần lực không cách nào khống chế cũng bình thường ai biết nha nhi lại lắc lắc có điều lần này nàng lại nói vô phương trao đổi ý của ngươi là nói ngươi có thể khống chế cổ trùng do ngươi có thể trao đổi với chúng nếu cổ trùng không trao đổi hoặc không nguyện ý hợp tác ngươi không cách nào khống chế chu văn lập tức hiểu rõ năng lực của nha nhi nha nhi gật đầu xem ra chu văn đoán không sai chẳng qua không biết tại sao nha nhi vô phương trao đổi với long vương cổ kể từ đây hy vọng nhờ nha nhi khống chế thu phục long vương cổ của chu văn tan vỡ còn biện pháp gì nữa không chu văn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp gì tốt lắm coi như để thái tuế biến thành một con cá xuống sông cùng lắm ăn hết một bộ phận thân thể long vương cổ không thể giết chết nó nghĩ tới đây trong lòng chu văn đột nhiên hơi động nếu vô phương thu phục, không biết có thể thu nó vào hồ lô hay không, nếu có thể cất vào trong hồ lô, coi như không thể sử dụng, cũng có thể làm thức ăn cho thái tuế. Nhưng phải làm thế nào đem một đầu long vương cổ khổng lồ thu vào hồ lô đây? Sau khi hái từ hồ lô đằng xuống, hồ lô mất đi năng lực chủ động thu thập cổ trùng, có điều cổ trùng cũng không kháng cự tiến vào hồ lô, thế nhưng cũng không chủ động chui vào bên trong. Xem ra phải dùng chiêu lùa chó vào ngõ hẻm. Chu Văn lợi dụng năng lực đế thính, trước tiên thám thính đáy long thi hà một lần sau đó triệu hồi thái tuế chu văn trước hết để cho thái tuế sử dụng năng lực mô phỏng biến thành cổ chủng nồng nọc nho nhỏ có điều cổ chủng nồng nọc mà thái tuế biến thành màu trắng khác màu sắc chân chính của cổ chủng nồng nọc nhưng ngoại hình không chênh lệch gì thái tuế xuống vừa lao xuống sông đã hướng về đáy sông mà bơi bản thân chu văn cũng mặc long lân giáp do yêu huyết chân long biến thành bên ngoài mặt ẩn hình y cầm hồ lô cũng xuống sông có điều chu văn lại đi một phương hướng khác long vương cổ đã bị thái tuế cho ăn khổ nếu nhìn thấy khẳng định biết sợ có điều trước kia thái tuế biến thành hình dáng tiểu điểu hiện tại biến thành cổ chủng nồng nọc long vương cổ lại không nhận ra thấy có một đầu nồng nọc nhỏ cũng dám nhíp lại gần mình long vương cổ đại phát long uy trực tiếp một nguồn nuốt thái tuế thái tuế tiến vào trong cơ thể long vương cổ lập tức trái cắn một thoáng phải cắn một thoáng bắt đầu nuốt thân thể Long Vương Cổ. Long Vương Cổ phát hiện đầu nòng nọc bị mình nuốt vào lại không chết, ngược lại còn thôn vệ thân thể của nó, lập tức giật nảy cả mình, muốn đem thái tuế đẩy ra ngoài cơ thể. Nó không phải Long chân chính, mà bản thân nó do vô số cổ trùng vi hình ngưng tụ thành, thân thể có thể khống chế tự nhiên, dưới phần bụng đã nứt ra một cái lỗ hổng, thái tuế đang cắn nuốt thân thể của nó, lập tức bị đẩy ra ngoài. Sau khi thái tuế bị đẩy ra ngoài, trực tiếp sử dụng năng lực ngụy trang thoáng cái biến thành hình dáng long vương cổ hai đầu long vương cổ xuất hiện tại đáy sông cơ hồ khó phân thật giả có điều long vương cổ có thể biến ảo màu sắc còn thái tuế một mực màu trắng người biết rất dễ dàng phân biệt đáng tiếc năng lực ngụy trang của thái tuế chẳng qua hào nhoáng bên ngoài coi như nó biến hình đẹp đẽ thế nào lực lượng vẫn nhỏ như vậy cũng không có năng lực tương tự long vương cổ chẳng qua ngoại hình hơi dọa người một chút mà thôi nhưng long vương cổ lại bị dọa sợ mất mật thái tuế vốn là khắc tinh của nó hiện tại lại biến lớn như vậy long vương cổ sợ bản thân nó bị thái tuế nuốt hết lập tức phát cùng chạy trốn tốc độ thái tuế không theo kịp long vương cổ chỉ có thể đuổi theo đằng sau mà long vương cổ bị hù sợ không nhẹ hoảng hốt chạy bừa đào mệnh chỉ muốn cách thái tuế càng xa càng tốt chu văn lợi dụng thái cổ bào tử tác động một bộ phận linh hồn của long vương cổ muốn để nó sinh ra một ít tác dụng ảnh hướng đến phương hướng chạy trốn của long vương cổ cái này cũng là con đường chính xác nhất mà khả năng long vương cổ chọn con đường đó cũng là lớn nhất chu văn cũng chỉ chọn cái đáng tin mà thôi hắn ẩn thân đứng dưới cửa hẹp đáy sông nhìn long vương cổ lao ra chờ thời điểm nó đến gần bỗng nhiên đem hồ lô ra đồng thời rót nguyên khí mở hồ lô long vương cổ lập tức đụng vào phía trên hồ hô nửa cái đầu đã chui vào nguyên bản chu văn còn sợ long vương cổ sẽ phản kháng nhưng ai biết Long Vương Cổ phát hiện trong hồ lô có không gian rộng lớn về sau, lại chủ chủ động tiếp tục chui vào bên trong, không mất một lúc, toàn bộ thân thể Long Vương Cổ đã chui vào trong, Chu Văn đóng hồ lô lại, Long Vương Cổ bị nhốt vào trong không ra ngoài được. Long Vương Cổ tự hồ cũng không có dự định thoát ra ngoài, chiếm cứ hồ lô, không thấy Thái Tuế lao vào, nó đàng hoàng chiếm cứ tại nơi đó. Chu Văn không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy, thấy Thái Tuế biến thành Long Vương Cổ bơi tới, chu văn có chút hiếu kỳ cưỡi trên lưng thái tuế để thái tuế mang hắn ra khỏi mặt nước những người dưỡng cổ trước đó gặp chu văn lúc này vừa vặn cũng đến kế bên này bọn hắn thấy ca nô chu văn ngừng trên mặt sông tiểu nữ hài vẫn ngồi ở trong thuyền chu văn lại không thấy bóng dáng còn tưởng rằng chu văn đã gặp nạn đang muốn qua cứu viện tiểu nữ hài lại đột nhiên nghe được soạt một tiếng đã sớm đã cảnh cáo cái tên kia không được lái ca nô tiến vào long thi hà mà hắn lại không nghe hiện tại chỉ sợ không sống nổi, tiểu nữ hài này lại không ngộ hại, cũng xem như may mắn. Có điều không có thân nhân, nàng còn nhỏ như vậy, phải sống làm sao đây? Thật sự nghiệp chướng. Người dưỡng cổ nói, đang muốn qua cứu viện, lại đột nhiên thấy mặt sông sóng nước quay cùng, một quái vật khổng lồ trong nước vọt ra. Trời ơi! Long vương cổ! Long vương cổ! Người dưỡng cổ thấy rõ ràng hình dáng quái vật kia về sau, lập tức thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ đến quên chạy trốn, chân vài người đều mềm nhũn, căn bản không thể động đậy. Đối với người dưỡng cổ mà nói, Long Vương cổ cơ hồ là tồn tại như thần. Nhưng lúc này đây bọn hắn lại thấy Long Vương cổ lại hướng về cano cúi đầu xuống. Tiểu nữ hài kia xong. Bọn hắn đều nghĩ Long Vương cổ muốn ăn tiểu nữ hài kia. Ai biết Long Vương cổ cúi đầu xuống về sau, trên đầu của nó lại có một người đang đứng đó người kia theo đỉnh đầu Long Vương cổ nhảy xuống, hạng xuống bên trong cano. Một đám người dưỡng cổ không dám tin vào hai mắt của mình, lại có người dám đứng trên đầu Long Vương cổ, mà nước sông Long Thi Hà không phải bình thường, nhân loại căn bản không thể đụng vào nước sông, bằng không sẽ biến thành thi nhân. Người kia theo Long Vương cổ đi tới, rõ ràng toàn thân đều đã tiếp xúc nước sông. Chờ bọn hắn thấy được bộ dáng người kia về sau, lại càng thêm giật mình, người kia chính là người trẻ tuổi bọn hắn gặp lúc trước, trên người hắn thoạt nhìn không tổn thương gì càng khoa trương hơn là hắn lại còn vỗ vỗ đỉnh đầu long vương cổ giống như trấn an phối sủng của mình vậy ông trời ơi hắn là cổ thần chuyển thế sao đầu long vương cổ kia làm sao để nhân loại chạm vào long thủ cao quý cả đám người xem choáng váng chu văn cũng nhìn thấy bọn hắn để thái tuế lui lại bờ sông dưới đáy sông biến thành hình dáng cổ chủng nồng nọc đi theo ca nô chu văn phát động ca nô trên mặt sông nhộn nhạo lên một đạo sóng nước thật dài hướng về lối ra của long thi hà cổ thần đó nhất định là cổ thần đám người dưỡng cổ một mặt khiếp sợ nhìn phương hướng ca nô rời đi lẩm bẩm nhân loại làm sao có thể coi long vương cổ là sủng vật mà đối đãi chỉ có thần linh mới có quyền lợi như vậy hơn nữa còn nhất phải là cổ thần từ đó về sau một vùng phụ cận long thi hà xuất hiện truyền thuyết cổ thần và long vương cổ còn có người kiến tạo một khu miếu thờ phụng cổ thần. Một nam tử trẻ tuổi, một tay nắm một tiểu nữ hài, đứng trên đỉnh đầu long vương cổ, dường như cưỡi long phá không mà đi. Sau này truyền thuyết cổ thần càng bị nhiều người dưỡng cổ tiếp nhật, sau này nam khu có rất nhiều người dưỡng cổ tế bái cổ thần, có điều đây chính là chuyện sau này. Mang theo long vương cổ rời khỏi long thi hà, chu văn trực tiếp lên đường đi mảnh rãi, gặp cốc sơn thủy một lần về sau, sau đó lại từ mảnh rãi trở về lạc dương. Mặc dù không có tâm dẫn đường, có điều Chu Văn đã nhớ kỹ càng đường cũ, lại thêm có Tiểu Điểu, Thái Tuế và Nha Nhi bên người, cũng không lo gặp phải nguy hiểm gì. Trên đường trở về, Chu Văn một mực nghiên cứu vấn đề dung hợp phân liệt cổ chủng nồng nọc, tổ hợp trong lý tưởng của Chu Văn là để phân liệt cổ chủng nồng nọc dung hợp với thái cổ bào tử, nếu có thể dung hợp thành công ra phân liệt thái cổ bào tử, vậy thì vô địch rồi. Nhưng độ phù hợp của cả hai quá thấp, vẫn chưa tới 20% mà còn không biết hợp thành sau sẽ có kết quả gì, cho nên Chu Văn không dám dung hợp. Đem mấy thần thoại phối sủng của mình kiểm tra độ phù hợp với phân liệt cổ chủng nòng nọc một thoáng, kết quả phát hiện độ phù hợp rất thấp, độ phù hợp tương đối cao duy nhất chính là Thái Tuế, độ phù hợp đạt đến 69%. Cái này Chu Văn lại không dám dung hợp, mặc dù độ phù hợp rất cao, nhưng bản thân Thái Tuế có năng lực khắc chế vi sinh vật siêu mạnh, ngay cả Long Vương cổ cũng sợ nó, vạn nhất dung hợp về sau mất đi năng lực này vậy cái được không bù cái mất chẳng lẽ không có lựa chọn dung hợp khác sao chu văn lại đem mấy sử thi phối sủng tương đối hiếm gặp kiểm tra một thoáng xem độ phù hợp của chúng đối với phân liệt của chủng nồng nọc thế nào kết quả phát hiện độ phù hợp cũng không cao một cái duy nhất tương đối cao lại là ma giáp hổ phách tướng thứ đồ chơi này tại sao lại tà môn như vậy mấy phối sủng có độ phù hợp cao với nó đều là phối sủng quỷ dị vẫn nên tìm lại một chút đi nếu quả thật không có lựa chọn khác có thể thử dung hợp ma giáp hổ phách tướng chu văn hơi có chút phiền muộn đành phải từ bỏ dự định dung hợp thần thoại phân liệt của chủng nồng nọc kỳ thật thời gian gần đây chu văn không có nhiều thời gian đi cày quái bởi hắn đang dành thời gian nghiên cứu hỗn độn đệ nhất trật tự muốn đem mệnh hồn hỗn độn đảng tấn thăng hoàng mỹ thể nguyên khí quyết hỗn độn đệ nhất trật tự và đạo quyết tương tự chủ yếu đều tăng cường thuộc tính nguyên khí Chu Văn muốn thử một chút xem, nếu hỗn độn đảng cũng tấn thăng hoàng mỹ thể, không biết có thể đây thuộc tính nguyên khí lên 41 điểm không? Chu Văn nghiên cứu qua, hắn phát hiện một ít phương pháp sử dụng hỗn độn đảng, bản thân hỗn độn đảng có được năng lực phòng ngự cực mạnh, mặc dù hiện tại chỉ là ban đầu thể, thế nhưng lực phòng ngự của nó đã có so sánh với thần thoại sinh vật bình thường. Chu Văn dùng hàm quan kiếm đánh hỗn độn trứng, dùng hai kiếm mới có thể bổ ra một đạo vết kiếm trên mặt nó. Dùng hoàng kim bá kiếm, chỉ cần một kiếm có thể bổ được. Lực phòng ngự của nó đã tương đối biến thái, dù sao nó mới là ban đầu thể, nếu như tấn thăng hoàng mỹ thể, nói không chừng có thể chọi cứng với công kích của thần thoại phối sủng. Hơn nữa bên trong hỗn độn đảng, vết thương và nguyên khí trên thân Chu Văn đều nhanh chóng khôi phục, đơn giản nó như một trang bị chữa trị cao cấp. Đáng tiếc duy nhất chính là, hỗn độn đảng chẳng có điểm công kích nào, nó chỉ có thể phòng ngự và chữa trị bởi năng lực của hỗn độn đảng có chút tương tự mệnh hồn của lý huyền chu văn tự hỏi có phải hỗn độn đảng phải nhận thương tổn về sau mới có thể tấn thăng kết quả thử mấy lần đánh hỗn độn đảng bị thương về sau mặc dù nó rất nhanh chữa trị có điều cũng không mạnh lên ngược lại sau khi chu văn bị thương mấy lần hỗn độn đảng đang giúp hắn khôi phục về sau tự hồ trở nên mạnh hơn một chút không thể nào chẳng lẽ nói cái đồ chơi này phải giúp ta trị thương mới có thể tiến hóa chẳng lẽ ta phải chịu đòn như lý huyền sao chu văn đạt được cái kết luận này về sau buồn bực không đỡ được nhưng sự thật chứng minh hỗn độn đảng đang giúp hắn chữa trị thân thể sau đó dần dần mạnh lên mà hỗn độn đảng cũng vô cùng kỳ quái chỉ khi nào chu văn nhận vết thương khác biệt về sau nó giúp chu văn chữa trị mới có thể mạnh lên nếu dính cùng một loại thương thể mặc dù nó vẫn chữa trị cho chu văn nhưng bản thân lại không mạnh lên bị đánh thôi cũng kén chọn, mệnh hồn quá biến thái đi. Chu Văn buồn bực cơ hồ muốn từ bỏ mệnh hồn này. Nhưng suy nghĩ một chút, lại không tìm được cái khác thay thế, chỉ có thể trong game thử nghiệm vết thương khác biệt, sau đó nhờ hỗn độn đảng giúp hắn chữa trị. Hỗn độn đảng cứ như vậy mạnh dần lên, chờ thời điểm Chu Văn về tới Lạc Dương, hỗn độn đảng cơ hồ đã giấu hiếu tấn thăng đến tiến hóa thể. Tiểu Văn, có phải ngươi mang con gái tư sinh trở về? có phải ta trở thành bà nội rồi hay không? Chu Văn mới trở lại Lạc Dương không bao lâu, U Dương Lam lại đột nhiên chạy tới, ngạc nhiên nhìn Nha Nhi đang ngồi trên ghế salon. Chu Văn sạm mặt lại, giải thích nói. Ta làm gì có con gái tư sinh gì, đây là đứa trẻ ta nhặt được. Nhặt được. Ta còn tưởng rằng đây là con gái của ngươi, về sau có trẻ chơi cùng. U Dương Lam thất vọng, tựa như hận không thể bắt Chu Văn để 18 đứa con nữa không bằng ngươi thích trẻ con tại sao bản thân không nhận nuôi thêm một đứa nữa chu văn nói u dương lam lường hắn một cái ta có hai đứa con trai một đứa con gái còn muốn đi nhận nuôi cháu trai ta còn mặt mũi nào ra đường đây thiên tá tiểu tử ngu ngốc kia không hăng hái mỗi ngày chỉ biết công tác đến người yêu cũng không có hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi và tiểu tỉnh ngươi không nên học thiên tá sớm tìm vợ một chút sinh cho ta một tôn tử tôn tử chơi Lam Tị, ta chưa đến 20 tuổi, việc này không vội. Chu Văn không còn gì để nói. Làm sao không vội, nữ hài trong trường học mới dễ lừa gạt, ngươi trong trường học còn không lừa gạt dụ dỗ một ai, về sau ra ngoài, càng khó tìm hơn. U Dương Lam nói. Ách! Chu Văn không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại ngươi để ý cho ta một chút, ta thấy nha đầu vương lộc kia rất tốt, nàng tương lai khẳng định phải chấp trưởng vương gia, không có khả năng xuất giá đúng rồi, không phải ngươi có một nữ đồng học thi cùng thời còn học tại trường cấp 3 quy đức phủ sao? Hình như tên nàng là Phương Nhược Tích đúng không? Ta thấy tiểu cô nương kia cũng không tệ, mông lớn mắng đẻ. Lam tỷ Uống trà. Chu Văn vội vàng rót một chén trà đưa U Dương Lam, cuối cùng để cho nàng hơi ngừng một chút. U Dương Lam nhấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua nha nhi ngồi trên ghé salon hỏi. Cô bé này lớn lên hẳn rất xinh đẹp, đáng tiếc nàng không phải thân sinh của ngươi tên nàng là gì chưa có tên chính thức ta trước lấy cho nàng một cái nhũ danh là nha nhi chu văn trả lời u dương lam giận dữ nói hiện tại thời đại này không thiếu người chết không ít cô nhi lạc dương chúng ta còn tốt có địa phương chuyên thu nhận cô nhi ít nhất bọn hắn còn đường để sống nếu là những thành thị nhỏ kia nếu phụ mẫu vừa chết cô nhi thật sự không còn đường sống May mắn có người hảo tâm thu nhặt còn đường sống, nhưng thế đạo hiện tại, ở đâu ra nhiều người hảo tâm như vậy. Ngươi bây giờ cần phải tu hành học tập, mà bản thân người vẫn là đứa trẻ, làm sao biết chiếc cố hài tử thế nào, ta trước tiên giúp ngươi chăm sóc nàng, về sau ngươi có thời gian có thể về nhà thăm nàng một chút. U Dương Lam nói xong, đến trước mặt Nha Nhi, muốn ôm nàng. "Lam tỷ, Nha Nhi nàng không phải hài tử bình thường, không cần ta chiếu cố, chuyện gì nàng cũng hiểu, tự mình làm được." Chu Văn vội vàng ngăn cản U Dương Lam. Chu Văn gặp qua Nha Nhi diệt tiêu gia chơi liều, hắn cũng không dám để Nha Nhi đi theo U Dương Lam đi An Gia, vạn nhất An Gia có người khiến nàng không cao hứng, vậy hậu quả khó mà lường được. Nàng chỉ là tiểu hoa nhi có thể biết cái gì. Ngươi yên tâm đi, thiên tá cùng tiểu tỉnh đều tự tay nuôi lớn, bản thân ta có rất nhiều kinh nghiệm. U Dương Lam nói xong, lộ nụ cười hòa ái dễ gần, giang hai tay ra nói với Nha Nhi, Nha Nhi ngoan nghe lời, ngươi về nhà tỷ tỷ xinh đẹp có được hay không trong nhà tỷ tỷ xinh đẹp có rất nhiều quần áo và bánh kẹo ngon nha nha nhi ngồi trên ghế salon nhìn u dương lam một chút sau đó xoay đầu sang một bên u dương lam khóe mắt run rẩy sau đó đi hai bước lại đến trước mặt nha nhi tiếp tục nói đi theo tỷ tỷ xinh đẹp ta có rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon nha nha nhi lại xoay mặt sang bên khác u dương lam lại tới Chu Văn thấy không còn gì để nói, U Dương Lam mới vừa rồi còn nói bản thân rất có kinh nghiệm dỗ trẻ, hiện tại thấy Nha Nhi từ chối, lại biểu lộ dáng vẻ nhất định phải đem Nha Nhi về. Lam tỷ, sự tình sở hà điều tra đến đâu rồi? Chu Văn sợ khung cảnh xấu hổ này sẽ kéo dài, vội vàng chuyển sang đề tài khác, mà Chu Văn cũng xác thực muốn biết, sở hà đi trắc lộc, rốt cuộc là thật hay giả. Nhìn bên ngoài mà nói, sở hà đi trắc lộc không có bất cứ vấn đề gì, Tất cả thời gian đều chính xác. Nếu ngươi không phát hiện Sở Hà bên trong Hoàng Tuyền Thành, như vậy không ai sẽ hoài nghi Sở Hà đi Trắc Lộc có vấn đề. U Dương Lam dừng một chút lại nói tiếp. Có điều bởi Sở Hà này quả thật quá hoàn mỹ, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không điều ra cái gì, cho nên ta thay đổi phương hướng điều tra khác, đem toàn bộ thành viên đoàn thám hiểm đều kiểm tra một lần, kết quả mỗi người đều không có vấn đề gì. Thế nhưng ta lại phát hiện những người này đều có một điểm chung. Điểm chung gì? Chu Văn lập tức hỏi. Những người này đến Trác Lộc về sau, tuyệt đại bộ phận người đều không hoặc rất ít khi liên lạc với người nhà. Mặc dù bây giờ thông tin không tiện lắm, bên trong Trác Lộc cũng không có tín hiệu, nhưng bọn hắn ít nhiều cũng phải trở lại trụ sở, chuyện gọi điện thoại cho thân nhân hảo hữu là chuyện quá bình thường. Coi như trong đó có mấy người cùng công việc, hoặc người không tim không phổi, cũng không đến mực đại bộ phận người đều như vậy. Ta thấy thân nhân của bọn hắn đều xác định qua chuyện này, bọn hắn quả thật rất ít tiếp xúc điện thoại, cho dù có trò chuyện, đều do bọn hắn gọi tới, mà đối phương đều biểu hiện bề bộn công việc, nói phím vài câu liền vội vàng cúp điện thoại. Chu Văn nghe xong, âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ rất nhiều thành viên trong tiểu tổ của lão hiệu trưởng đều giống như sở hà, bị người khác mạo danh thay thế? Hiện tại xem ra rất có thể. U Dương Lam gật đầu nói. Là ai làm loại sự tình này, rốt cuộc hắn có mục đích gì? Chu Văn Trầm Ngâm nói. Đây là điểm trăm mối không cách nào lý giải, những thành viên bên trong tiểu tổ kia, rất nhiều người là cá nhân có quyền uy trong từng lĩnh vực, muốn để người ta giả mạo bọn hắn, bản thân ứng cử viên cũng không dễ tìm, huống chi còn muốn làm đến mức không chê vào đâu được, có thể tạo được bố cục lớn như vậy. Không phải người bình thường có thể làm được mà người làm tất cả những thứ này hẳn có mưu đồ nhưng rốt cuộc mưu đồ của hắn là cái gì trác lộc bên kia đều đã thăm dò gần hết trước mặt ta thấy không có bất kỳ đồ vật đáng giá gì để người ta phải làm sự tình này u dương lam nói chu văn cảm thấy u dương lam nói không sai làm bố cục lớn như vậy động cơ nhất định không thể coi thường nhưng rốt cuộc trác lộc bên kia có thứ gì đáng giá để người ta phải tạo thủ bút lớn như vậy Đám người lão hiệu trưởng chẳng qua đi trác lục nghiên cứu mà thôi, bọn hắn cũng không có năng lực chém giết Chúc Long và Cùng Kỳ, đừng nói Chúc Long cùng Cùng Kỳ, coi như là ngạo nhân, cũng có thể đem bọn hắn giết sạch. Đối phương có năng lực đáng sợ như vậy, hoàn toàn có thể tổ chức một đội thám hiểm của riêng mình, không cần thiết phải làm bố cục rối rắm như vậy. Vậy cái gì đám người lão hiệu trưởng có mà những người khác không có? Chu Văn nói. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, theo tư liệu điều tra trước mắt vẫn chưa đủ căn cứ thành lập đáp án. U Dương Lam bất đắc dĩ nói. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến dãy mật mã và khối kim khí cổ quái kia. Chẳng lẽ đồ vật đám người bọn hắn muốn, chính là khối kim khí kia sao? Nghĩ tới đây, Chu Văn lại nghĩ tới phối sủng tóc bạch trong cửa hàng tầng Tây Nguyên, trên người hắn bị xiềng xích bởi khối kim khí kia, mà khối kim khí mà Chu Văn đang cầm lại có quan hệ đối ứng với nó, nếu không phải hắn đã nhìn qua khối kim khí lớn kia Chu Văn cũng không biết chuỗi chữ số lão hiệu trưởng cho hắn lại là mật mã. Bên trong khối kim khí lớn kia, có thể có đồ vật gì khác không? Chu Văn âm thầm trầm ngâm. Có nên đi thử một chút, xem mật mã kia có thể mở khối kim khí lớn trên người phối sủng tóc bạc kia không? Trong lòng Chu Văn không kìm nén được. Nếu lúc trước, Chu Văn không có cơ hội tiếp cận khối kim khí, nhưng hiện tại lại khác, hắn có ẩn hình y, hắn có thể đủ né tránh tất cả các loại giám sát trong tiệm có thể thần không biết quỷ không hay vụn trộn đến chỗ khối kim khí kia. Chu Văn vốn có thể quan minh chính đại đi, thậm chí có thể mua luôn trứng phối sủng tóc bạc, nhưng hắn lại cảm thấy tầng Tây Nguyên kia có chút vấn đề, hắn không nguyện ý để tầng Tây Nguyên biết hắn có hứng thú đối với khối kim khí kia. U Dương Lam cuối cùng không thể mang nha nhi đi, có chút tức giận căm vẫn trở về. Chu Văn suy tính một hồi lâu, vẫn quyết định đi tới cửa hàng tầng Tây Nguyên nhìn một chút, hiện tại công cuộc điều tra đã đến bế tắc, đoán chừng khó tiến triển tiếp có lẽ khối kim khí khóa phối sủng tóc bạc lại có thể giúp chu văn có hướng điều tra mới cũng khó nói thu thập thu thập đồ đạc cho phối sủng ăn một lần ma anh ăn mấy quả trường sinh quả về sau lại bắt đầu tiến hóa lần nữa làng này hẳn có thể tấn thăng sử thi trong lòng chu văn vui vẻ khoảng cách ma anh tấn thăng thần thoại đã tới gần một bước chẳng qua nhìn số lượng trường sinh quả còn lại cảm giác số lượng trường sinh quả còn lại chỉ sợ không đủ chống đỡ đến lúc ma anh tiến hóa lần nữa cũng may còn có sát ma làm tồn lương nếu hiện tại không đủ về sau có thể gom góp số lượng chu văn thu ma anh tiến hóa về trước khi ma anh hoàn toàn tiến hóa về sau không thể vận dụng chiến lực của nàng ba tiêu tiên vẫn đang tiến hóa thời gian nàng tiến hóa đã lâu tính toán thời gian hiện tại cũng sắp tiến hóa xong thu thập đồ vật xong lúc này chu văn mới xuất phát đi tới cửa hàng tầng tây nguyên Chu Văn không trực tiếp tiến vào cửa hàng, mà đến một quán cà phê phụ cận của hàng tầng Tây Nguyên, gọi một ly cà phê, ngồi tại vị trí gần cửa sổ, dự định một bên uống cà phê một bên dùng đế thính quét hình cửa hàng tầng Tây Nguyên. Quán cà phê này, xem như là một chỗ tương đối gần vị trí cửa hàng tầng Tây Nguyên, Chu Văn ngồi chỗ này, phạm vi đế thính có thể bao trùm toàn bộ cửa hàng tầng Tây Nguyên, trước tiên làm rõ ràng tìm huống bên trong rồi hẳn nói. Tiên sinh, cà phê của ngài nhân viên phục vụ đem cà phê đã bưng lên lễ phép đặt trước mặt chu văn cảm ơn lực chú ý của chu văn đều đặt lên bên cửa hàng tầng tây nguyên không chú ý tình huống bên này nghe được thanh âm có chút quen thuộc ngẩng đầu nhìn lên không khỏi ngẩng người phục vụ mang cà phê tới lại là cổ điển chu văn theo bản năng nhìn chung quanh quả nhiên giống hắn nghĩ bên trong quán cà phê này vắng ngắt căn bản không có khách hàng nào ông chủ tiệm cà phê này không biết có thù với tiền không lại cho nó làm nhân viên phụ vụ. Chu Văn cảm thấy ông chủ tiệm này nhất định không có đầu óc. Cổ điển, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, nhìn cổ điển hỏi. Làm công kiếm tiền. Cổ điển trả lời. Làm công ở đây, so với việc ngươi đi giết dị thứ nguyên sinh vật, thu trứng phối sủng mang bán còn kiếm nhiều tiền hơn sao? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút. Cổ điển trong tịch dương học viện cũng xem như nhân vật đỉnh tim, hắn săn giết dị thứ nguyên sinh vật thu trứng phối sủng đi bán, thu nhập tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, huống chi công việc chẳng qua là nhân viên phục vụ quán cà phê, tiền lương cũng không nhiều. Nhiều hơn. Trong quán cà phê không hề có khách nhân nào khác, cổ điển cũng không cần phải đi phục vụ. Không thể nào. Ngươi nói quán cà phê này trả lương cao như vậy cho ngươi. Chu Văn thực sự có chút không dám tin, làm nhân viên phục vụ sẽ có thu nhập cao như vậy huống hồ quán cà phê này căn bản không khách hàng, không lợi nhuận gì, càng không thể trả tiền lương cho nhân viên cao mới đúng. Một tháng, 15 vạn. Cổ điển trả lời. Phốt. Chu Văn vừa uống vào một ngụm cà phê, lại phun hết ra ngoài, trận to mắt nhìn cổ điển. Chủ quán nơi này một tháng trả cho ngươi 15 vạn. Chu Văn cảm thấy người lão chủ quán cà phê này nhất định điên rồi, bằng không thì có mưu đồ khác, bởi làm sao có thể trả tiền lương cao như vậy cho cổ điển cổ điển gật đầu sau đó thấy có khách nhân tiến vào cửa nói ta phải đi làm việc chu văn nhìn cổ điển nên đón rất lễ phép nói một tiếng hoan nghênh đôi tiểu tình lữ thấy bộ dáng cổ điển về sau như bị hù dọa lập tức lui lại hai bước ngay cả vào cửa cũng không dám quay người chạy đi ta đã nói rồi có cổ điển tại đây làm gì có lợi nhuận trong lúc nhất thời chu văn không nghĩ được lý do tại sao ông chủ tiệm này lại thuê cổ điển uống một ngụm cà phê cảm giác mùi vị rất ngon đây là loại cà phê rang xay thủ công hiện tại không nghĩ ra nguyên nhân chu văn đành phải từ bỏ bắt đầu quét cửa hàng tầng tây nguyên năng lực đế thính quét toàn bộ cửa hàng tầng tây nguyên tất cả cửa hàng tầng tây nguyên phản phất biến thành trong suốt mỗi một góc của tòa đại lâu chu văn đều có thể nghe rõ ràng khiến chu văn có chút ngoài ý muốn chính là chỗ có phối sủng tóc bạc tại tầng 4 dưới lòng đất, lại có một loại lực lượng thần bí nào đó bao phủ, tựa như một lớp sương mù bao phủ. Chu Văn đem lực lượng đế thính đẩy đến cực hạn, sương mù giăng đầy bao phủ xung quanh tầng thứ tư dưới mặt đất, chậm rãi trở nên rõ ràng hơn. Chu Văn có thể thấy rõ đủ loại trứng phối sủng cất giữ bên trong, Chu Văn đem lực chú ý đặt trên gian phòng chứa trứng phối sủng tóc bạc kia, quả nhiên thấy được trứng phối sủng tóc bạc dựa vào bên cạnh khối kim khí, cúi đầu tựa hồ đang ngủ thời điểm lực chú ý của chu văn rơi trên người hắn phối sủng tóc bạc lại ngẩng đầu lên rõ ràng hướng về vị trí chu văn nhìn thoáng qua như đối mặt với chu văn khiến trong lòng chu văn giật mình hắn có thể thấy ta hay là trùng hợp chu văn khẽ nhíu mày đột nhiên phối sủng tóc bạc che mất nửa khuôn mặt lại nhìn về hắn nhếch miệng cười sau đó bờ môi khẽ động tự hồ đang nói cái gì nhưng trong miệng của hắn cũng không phát ra âm thanh có điều nhìn khẩu hình của hắn tự hồ đang nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Quả nhiên hắn có thể thấy ta. Trong lòng Chu Văn có chút run sợ. Đế thính tấn thăng thần thoại về sau, năng lực rất mạnh, chẳng qua là thính lực, hoàn toàn khác với chuyện dùng mắt nhìn người khác chăm chú, dùng ánh mắt đi nhìn là chủ động, thời điểm quan sát người khác, người nào có giác quan nhạy bén có thể phát hiện cũng không lạ. Nhưng thính lực của đế thính lại bị động, chẳng qua thu thập âm thanh phát ra, mà phối sủng tóc bạc kia lại có thể phát hiện vị trí của hắn, năng lực này quá lợi hại. Rốt cuộc phối sủng tóc bạc kia có lai lịch gì? Trong lòng Chu Văn sinh nghi, có chút lưỡng lực có nên đi hay không? Hiện tại Chu Văn có chút bận tâm, vạn nhất điền mật mã về sau, xiền xích trói buộc phối sủng tóc bạc bị mở ra, vậy chẳng phải hắn đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn thả hổ về rừng. Hắn nói ta ở chỗ này chờ ngươi có ý gì? Chẳng lẽ hắn sớm biết ta sẽ đến? trong lòng chu văn kinh nghi bất định theo lão hiệu trưởng gửi mật mã cho hắn để chu văn cảm giác việc này hết sức kỳ quặc theo sự kiện phát triển chu văn phát hiện chuyện này còn lâu mới đơn giản như hắn nghĩ ít nhất phối sủng tóc bạc trước mặt này tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố nếu nói phối sủng tóc bạc này do lão hiệu trưởng gửi trong cửa hàng tầng tây nguyên như vậy lão hiệu trưởng làm sao có thể bắt được loại phối sủng này lão hiệu trưởng hẳn không có thực lực như vậy mới đúng Chu Văn vẫn quyết định tiến vào cửa hàng tầng Tây Nguyên nhìn phối sủng tóc bạc kia một chút, vô luận hắn mạnh thế nào, nếu hắn đã bị khóa lại, ngay cả cửa hàng bán trứng phối sủng cũng có thể vây khốn hắn, mà những người làm trong cửa hàng tầng Tây Nguyên đều vô sự, không đạo lý hắn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần ta không vào khối khí kia, không điển mật mã vào, hẳn không sao. Chu Văn đang nghe chuyện trên TV audio CV quyết định xong, thanh toán hóa đơn về sau, tìm một địa phương không có ai, mặt ẩn hình y, sau đó đi về phía cửa hàng tầng Tây Nguyên. Tình huống bên trong cửa hàng tầng Tây Nguyên, Chu Văn đã rõ ràng, vừa vặn tầng Tây Nguyên cũng không có mặt trong cửa tiệm, hắn tránh những chỗ có thể phát hiện được hắn, chậm rãi tiếp cận thang máy xuống tầng hầm dưới đất. Toàn bộ cao ốc này đối với hắn mà nói, không có bí mật gì để nói, Chu Văn xuyên qua lỗ thông gió, rất nhanh đi tới tầng cao nhất. Không phải hắn không muốn đi trực tiếp xuống tầng 4 dưới mặt đất, mà toàn bộ tầng 4 bị phong bế, không có lối thông gió có thể tiến vào nơi đó có điều thế này vẫn chưa đủ làm khó chu văn hiện tại tầng thứ tư chỉ có một lối vào đó là một thang máy chuyên dụng ngay bên trong văn phòng tiêu thiên phóng chu văn nhớ kỹ thời điểm hắn đi theo u dương lam tới u dương lam còn dẫn hắn đi xuống tầng bốn dưới mặt đất hiện tại thang máy dùng chung kia đã bị phong bế chỉ còn một lối đi duy nhất xuống tầng bốn dưới lòng đất hiện tại tầng tây nguyên không có ở đây chu văn tìm cơ hội trực tiếp thả thái cổ bào tử để nó chui vào bên trong lỗ khóa tự động mở khóa chu văn tùy tiện tiến vào phòng làm việc của tầng tây nguyên thái cổ bào tử nhanh chóng mở khóa thang máy thuận lợi tiến vào tầng bốn dưới mặt đất đủ loại khóa tự nhiên không làm khó được chu văn thái cổ bào tử là phối sủng vi hình có thể dễ dàng tiến vào trong khóa muốn mở thôi quá đơn giản chu văn dưới trạng thái ẩn thân vào trong cửa hàng muốn làm gì thì làm rất nhanh tiến tận gian phòng chứa phối sủng tóc bạc kia chu văn cũng không trực tiếp đi vào bởi trong gian phòng kia có rất nhiều camera ngay cả gian phòng đối diện cũng lắp đặt mấy bộ camera coi như hắn ẩn thân mở cửa cửa khẽ động sẽ bị người giám sát nhìn thấy thời điểm chu văn đang suy nghĩ phải làm thế nào để đi vào lại đột nhiên phát hiện cả tòa cao ốc đột nhiên mất điện sạch cái này khác biệt với việc mất điện bình thường nếu mất điện bình thường một số thiết bị trữ điện vẫn sử dụng bình thường tỷ như đồng hồ điện tử hoặc điện thoại di động nhưng hiện tại lượng điện trong tòa cao ốc này thật giống như hút sạch hoàn toàn, tất cả thiết bị điện tử đều mất tác dụng. Chu Văn lập tức biết, khẳng định phối sủng tóc bạc bên trong gian phòng kia dở trò quỷ, mặc dù cách nhau một cánh cửa, nhưng phối sủng tóc bạc kia lại đang nhìn hắn cười, phản phất cánh cửa kia không tồn tại. Ngươi rốt cuộc đã đến. Phối sủng tóc bạc mở miệng nói, lần này hắn không chỉ há miệng, mà còn phát ra thanh âm, không giống trước kia chỉ dụng khẩu hình nói chuyện với hắn ngươi biết ta sẽ đến chu văn không đẩy cửa ra đứng bên ngoài cánh cửa nói chuyện với phối sủng tóc bạc trên thực tế không cần mở cửa bọn hắn đều có thể nhìn thấy đối phương lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ta đã biết ngươi là người u dương đình chọn cho nên ngươi nhất định sẽ tới phối sủng tóc bạc nói tại sao lại chọn ta chu văn không hỏi chọn hắn làm gì bởi vì như vậy đối phương liền sẽ biết hắn không biết cái gì cả Đến lúc đó phối sủng tóc bạc sẽ cân nhắc có nên nói cho hắn những thông kia hay không. Hiện tại Chu Văn chỉ hỏi tại sao chọn hắn, nếu đối phương nói ra một chút gì đó, có lẽ hắn có thể thu được một chút thông tin hữu ích, sau đó tiếp tục trao đổi với đối phương. "Bởi ngươi không đủ thông minh." Phối sủng tóc bạc nói. Chu Văn kinh ngạc nhìn phối sủng tóc bạc, hắn đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng lại không ngờ đáp án lại thế này. Phối sủng tóc bạc cười tủm tỉm tiếp tục nói, có một số việc, người quá thông minh ngược lại không làm được, người chúng ta cần là một người không quá thông minh, nhưng lại không ngu ngốc, đồng thời thiên phú lại rất tốt, hơn nữa linh cơ khẽ động, lại có thể chuyên tâm làm việc. Sau đó thì sao? Chu Văn hỏi. Sau đó ngươi bị U Dương Đình chọn chúng, ta cảm thấy ánh mắt của hắn không sai, ngươi đúng là một kẻ chuyên tâm làm việc. Phối sủng tóc bạc cười hít mắt nói. Như vậy ta có thể làm cái gì đây? Chu Văn lại hỏi. Không biết. Phối sủng tóc bạc sủng trả lời, lần nữa ngoài Chu Văn dự kiến. Tại sao ngươi lại không biết? Chu Văn cao mày hỏi. Bởi ta không biết ngươi rốt cuộc có thể đến trình độ nào, cho nên cũng biết cuối cùng ngươi có thể làm những gì, năng lực cấp độ khác biệt, những việc có thể làm cũng khác biệt. Ví dụ ngươi vẫn là hài tử, cha mẹ của ngươi sẽ không để cho ngươi đi làm kiếm tiền. Ngươi là nam nhân, sẽ không thể nào dùng bụng ngươi để sinh con. Cho nên ngươi có thể làm cái gì, chuyện này không quyết định bởi bất kỳ người nào, chỉ phụ thuộc vào năng lực của bản thân ngươi." Phối Sủng tóc bạc nói. "Ta tới đây không phải nghe ngươi giảng triết học, nếu ngươi chỉ muốn nói với ta mấy thứ này, như vậy ta nghĩ ta cần phải đi thôi." Chu Văn nói. "Được rồi, ta sẽ kể cho ngươi một ít thông tin ngươi thấy hứng thú, ngươi biết đẳng cấp thần thoại không?" Phối Sủng tóc bạc thay đổi đề tài khác nhưng chu văn không hiểu tại sao hắn đột nhiên nói cái này hiện tại dưới tình huống toàn bộ cao ốc mất điện lúc nào cũng có người nhanh chóng xuống tầng bốn dưới lòng đất xem xét không phải hắn sẽ nói sự tình liên quan đến hắn sao ngươi nó đẳng cấp phía trên thần thoại chu văn nhẫn nại hỏi lại hình dung như vậy không đúng trên thực tế bản thân đẳng cấp thần thoại bao hàm nhiều đẳng cấp khác nhau đẳng cấp thần thoại ngươi đang nói chẳng qua mới bước vào cánh cửa thần thoại thôi phối sủng tóc bạc nói Tại sao cấp độ thần thoại lại có nhiều đẳng cấp vậy?" Chu Văn hỏi. "Muốn thần thoại có đẳng cấp gì, vậy ngươi đầu tiên phải biết cái gì là thần, ngươi biết thần là gì không?" Phối Sủng tóc bạc không nhanh không chậm nói. "Chúng ta có thể trao đổi đơn giản hiệu quả hơn một chút được không? Ta nghĩ ta không có đủ thời gian ở đây nghe ngươi kể chuyện xưa, người trong cửa hàng này không cho ta nhiều thời giờ như vậy." Chu Văn nói. Phối Sủng tóc bạc lại bất động thanh sắc tiếp tục nói tại thời đại viễn cổ, vào xã hội nguyên thủy nhân loại, đối với nhân sự vật hiện tượng nguy hiểm và không biết sinh ra sự sợ hãi, mà loại sợ hãi này đã trừ tượng hóa. Ví dụ nhân loại e ngại lôi điện, cho nên sau khi trừ tượng hóa, những lôi điện kinh khủng kia bị tưởng tượng trở thành một sinh mạng thể kinh khủng, thế từ đây xuất hiện lôi thần. Nhân loại sợ hãi mưa to, bởi vì mưa to sẽ khiến nhân loại sinh bệnh, cho nên xuất hiện vũ thần. Lại tỉ như những sinh vật mạnh mẽ như hổ, lang, Đắng, ưng các loại, lực lượng của nhân loại vô phương địch nổi, bởi sợ hãi mà sinh ra sự sùng bái, hy vọng bản thân có thể mạnh mẽ như những giả thú kia, thế lại xuất hiện sự sùng bái đồ đằng, đó cũng là một loại thần linh. Cho nên đẳng cấp đầu tiên của thần thoại chính là khủng cụ cấp, thần thoại sinh vật chỉ cần khiến người ta sinh ra sợ hãi đều thuộc về cấp bậc này, đây cũng là cấp bậc yếu nhất trong thần thoại, trước phối sủng trên bảng xếp hạng, đều thuộc về cấp bậc này. Cái phân cấp này có chút không đúng. Rất nhiều truyền kỳ và sử thi sinh vật cũng khiến nhân loại sinh ra sợ hãi. Chu Văn nói, thật có lỗi, biểu đạt của ta có vấn đề, cái phân cấp này dựa theo dị thứ nguyên văn minh làm tham chiếu. Truyền kỳ và sử thi sinh vật trên địa cầu còn chưa đủ tư cách tiến vào sắp xếp của dị thứ nguyên văn minh. Phối sủng tóc bạc nói, được rồi, ngươi nói tiếp đi. Chu Văn có chút bất đắc dĩ nhún vai. Nước lũ, địa chấn, gió lốc, núi lửa phun trào các loại, những nhân loại này không cách nào tránh, cũng không cách nào chống lại, nếu phát sinh cũng chỉ có thể chờ chết, mà lực lượng cường đại đến trình độ này gọi là thiên tai cấp, đây là đẳng cấp thứ hai trong thần thoại. Những sinh vật có thể đến trình độ này, trong nền văn minh dị thứ nguyên, xem như có chút thành tựu. Phối sủng tóc bạc nói, thiên tai cấp sao? Chu Văn yên lặng yên đọc một lần cái tên này. Thiên tai tuy đáng sợ, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ có một ít lực lượng có thể phá hủy hết thảy thời đại viễn cổ có người sẽ lo lắng trời sập xuống có người lo lắng sinh hoạt của bản thân sẽ bị đại địa hủy diệt loại lực lượng này có thể hủy diệt thế giới bên trong dị thứ nguyên văn minh cái này xưng là mạc thế cấp phối sủng tóc bạc cười cười còn nói dĩ nhiên cái gọi là mạc thế cũng chỉ so sánh đối với địa cầu mà thôi trên thực tế bên trong dị thứ nguyên văn minh vẫn chưa có tồn tại nào đủ mạnh để chân chính hủy diệt thế giới mà bên trong vị thứ nguyên văn minh cũng không có cái gì gọi là thần tồn tại chỉ có đồ vật không thể diễn tả cái gọi là lực lượng mạc thế cấp bên trong vị thứ nguyên văn minh cũng không tạo ra sự phá hoại quá lớn cái này có liên quan đến kết cấu của thế giới so sánh với vị thứ nguyên văn minh địa cầu thực sự quá yếu đuối sau mạc thế cấp thì thế nào chu văn hỏi trước mắt vẫn chưa xuất hiện sinh mạng thể nào như vậy cho nên vô phương định nghĩa phối sủng tóc bạc nói như vậy đẳng cấp của ngươi là gì chu văn nhìn chằm chằm phối sủng tóc bạc hỏi ta cũng chỉ là khủng cụ cấp tại phong cấm chi địa như địa cầu này không thể xuất hiện tồn tại phía trên khủng cụ cấp tại sao bởi nơi này chính là phong cấm chi địa cổ đại do quy tắc của nơi này coi như những sinh vật khủng bố như mạc thế cấp tiến vào nơi này cũng bị đánh rớt xuống khủng cụ cấp cổ phong cấm chi địa là cái gì hiện tại chu văn chỉ muốn biết càng nhiều càng tốt nếu bỏ qua cơ hội lần này còn ai có thể nói cho hắn biết những thông tin hữu ích này không biết từ xưa đến nay bên trong dị thứ nguyên văn minh gọi nơi này là địa cầu cũng chỉ có một chỗ như địa cầu mới có sinh vật nhỏ yếu như vậy cho nên không ít dị thứ nguyên văn minh đều muốn thăm dò địa cầu tìm ra bí mật của nơi này vì thế trước kia tại địa cầu đã dẫn phát vài lần thần thoại đại chiến sau lưng đều có bóng dáng dị thứ nguyên văn minh phối sủng tóc bạc dừng một chút, lại tiếp tục nói. Bởi trên địa cầu đã dẫn phát quá nhiều lần thần chiến, những sinh vật khủng bố đến từ các dị thứ nguyên văn minh tiến vào đây bị suy yếu lực lượng, kết quả ngã xuống vô số, tổn thất quá thảm trọng. Bây giờ các đại dị thứ nguyên văn minh đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không lại phái hàng loạt tộc nhân tiến vào địa cầu, cũng không dẫn phát thần chiến trên địa cầu, mỗi chủng tộc chỉ được đưa duy nhất thủ hộ giả đến địa cầu, sau đó khế ước với nhân loại, phối hợp cùng nhau chiến đầu, thủ hộ giả nào thắng lợi sau cùng thì dị thứ nguyên văn minh hắn đại diện sẽ có trăm năm quyền lợi tại địa cầu này trăm năm về sau sẽ có thủ hộ giả mới tiến vào địa cầu lần nữa mở đại chiến thủ hộ giả quyết định địa cầu trong một trăm năm tiếp theo thuộc về ai tại sao nhất định dùng thủ hộ giả quyết định địa cầu thuộc về người nào nhân loại chúng ta mới là chủ nhân chân chính của địa cầu chu văn nói phối sủng tóc bạc biểu môi một cái nói người mang tư duy điển hình của nhân loại trên thực tế nhân loại cũng chỉ là một trong số hàng triệu triệu sinh vật sống trên địa cầu mà thôi nhân loại thông qua lực lượng bản thân cường đại chinh phục sinh mệnh khác trở thành chúa tể của địa cầu hiện tại có sinh mệnh mạnh hơn tiến vào địa cầu trở thành chúa tể mới đây không phải chuyện đương nhiên sao muốn trách cũng chỉ có thể trách nhân loại các ngươi quá yếu ớt ngay cả cấp độ khủng cụ cấp cũng không làm được yếu cũng là cái tội Chu Văn cảm thấy lời phối sủng tóc bạc có chút không đúng, nhưng hắn lại không nghĩ ra lý do gì phản bác được. Tại sao thủ hộ giả phải khế ước với nhân loại, bọn hắn chiến đấu cũng nhau không được sao? Chu Văn đổi chủ đề. Bởi bản thân thủ hộ giả có tính trưởng thành rất lớn, nhưng quy tắc địa cầu không cho phép xuất hiện tồn tại phía trên khủng cụ cấp, thế nhưng có một loại tình huống ngoại lệ. Nếu như dùng thân thể nhân loại các ngươi làm vật trung gian, có thể trong một khoảng thời gian ngắn bộc phát lực lượng phía trên khủng cụ cấp mà không bị quy tắc cổ phong cấm chi địa hạn chế. Cho nên nói, thủ hộ giả chỉ có cùng nhân loại các ngươi khế ước mới có thể tiếp tục trưởng thành, càng có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Phối sủng tóc bạc giải thích nói. Thì ra là vậy. Cuối cùng Chu Văn biết, tại sao những thủ hộ giả mạnh mẽ kia lại muốn tuyển chọn nhân loại khế ước, nguyên lai hết thảy chỉ vì thắng lợi. Nghĩ đến đây, thủ hộ giả lựa chọn phản bội khế ước giả yếu nhược, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao đi theo khế ước giả yếu nhược, khả năng thắng của bọn hắn cơ hồ bằng không, tự nhiên bọn hắn chỉ có thể tìm những khế ước giả cường đại hơn. Đương nhiên, làm một nhân loại, Chu Văn cũng không thích những thủ hộ giả kia, càng không thích những vị thứ nguyên văn minh đem địa cầu như sân khấu. Nếu cuối cùng tất cả thủ hộ giả đều thất bại thì sao? Trong lòng Chu Văn hơi động, nhìn phối sủng tóc bạc hỏi. Ha ha, hỏi thật hay, lúc trước U Dương Đình cũng hỏi một câu thế này, có điều bây giờ vẫn chưa có đáp án, bởi không có kẻ nào ngoài thủ hộ giả thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Phối sủng tóc bạc nói. Chu Văn đã phát hiện có người ngồi trong thang máy xuống, lại hỏi. Có người đến, có lời gì mau nói, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? U Dương Đình muốn biết đáp án giải quyết vấn đề kia, cho nên hắn một mực tìm kiếm phương pháp chiến thắng, thế nhưng thân thể của hắn không xong rồi quá mức già yếu, không có khả năng lại tham dự cuộc chiến như vậy, cho nên hắn muốn tìm một người thay thế hắn tìm được câu trả lời, trước mắt người hắn chọn là ngươi. Phối sủng tóc bạc nói. Hắn tìm được phương pháp chiến thắng không vậy? Chu Văn hỏi. Phương pháp ngay bên trong khối kim khí này, mở nó ra, ngươi có thể biết đáp án. Phối sủng tóc bạc chí khối kim khí kết nối xiền xích trên thân hắn nói. Chu Văn nhìn về phía khối kim khí kia, nhưng hắn không xác định lời phối sủng tóc bạc này có thể tin hay không. Cửa thang máy mở ra, có người tiến vào tầng 4 dưới mặt đất, thẳng tiến đến gian phòng phối sủng tóc bạc, người đó chính là tầng Tây Nguyên. Phát hiện phối sủng tóc bạc vẫn còn, khối kim khí cũng không có vấn đề về sau, tầng Tây Nguyên mới thở dài một hơi, có điều mệnh lệnh người bên cạnh, lục soát toàn bộ tầng 4 dưới mặt đất. Chu Văn sử dụng thời gian 3 phút ẩn hình rời khỏi cửa hàng tầng Tây Nguyên, Hắn không hề điền mật mã vào để mở khối kim khí. Thứ nhất là thời gian không cho phép, thứ hai những chuyện do phối sủng tóc bạc nói, cũng chỉ do lời hắn nói, trước khi biết rõ ràng, Chu Văn không muốn tùy ý mở khối kim khí kia ra. Ít nhất hiện tại Chu Văn còn không biết, cái đồ án mỏ neo thuyền và chân dung nữ nhân kia có ý nghĩa gì, nếu đồ án này khắc trên khối kim khí kia, khẳng định có ý nghĩa nào đó. Chu Văn dự định lần sau lại tìm cơ hội đi hỏi phối sủng tóc bạc kia một chút. Trước hết làm rõ sự tình rồi đi mở khối kim khí cũng không muộn. Ngược lại hiện tại mật mã chỉ có một mình hắn biết, người khác muốn mở ra cũng không có khả năng. Tới ký túc xá, thấy Linh Dương, Nha Nhi cùng Tiểu Điểu đều ngồi cùng nhau xem tivi, bình an vô sự, lúc này Chu Văn mới thở dài một hơi. Tiểu Điểu thì không vấn đề gì, Chu Văn chỉ sợ Nha Nhi và Linh Dương nổi lên xung đột, đến lúc đó nói không chừng xảy ra chuyện rắc rối. Chu Văn không nguyện ý thấy tràn diện toàn bộ tịch dương học viện bị biển cổ trùng vây công, có điều nghĩ kỹ lại, phối sủng như cổ trùng, bình thường đại bộ phận tại Nam Khu, không phải chỗ nào cũng có cổ trùng, nha nhi chỉ có thể cùng cổ trùng câu thông, cho nên coi như nàng muốn triệu hoán hàng loạt cổ trùng, cũng không đơn giản. Nghĩ đến đây, Chu Văn lại sợ nha nhi bị Linh Dương bắt nạt. So sánh một chút, Chu Văn vẫn cảm thấy nha nhi tương đối tốt một chút, Linh Dương gia hỏa kia quá hố, Chu Văn không quá tin tưởng nó có điều linh dương có chút cao thâm mạch trắc thực lực quá mức cường hãn trong lúc nhất thời chu văn không có biện pháp gì chỉ có thể thầm thừa nhận sự tồn tại của nó nếu phối sủng tóc bạc không nói sai sinh vật mạnh nhất trên địa cầu cùng lắm là khủng cụ cấp mà thôi chỉ khi nào thủ hộ giả kết hợp với nhân loại về sau mới có hy vọng đột phá khủng cụ cấp trước tiên ta nghĩ biện pháp tấn thăng thần thoại rồi nói sau bằng không nói cái gì cũng vô dụng chu văn mở trò chơi một bên cày quái một bên thụ thương, sau đó lại dùng hỗn độn đảng chữa trị. Bị thương càng nặng càng ly kỳ, tốc độ hỗn độn trưởng thành càng nhanh, Chu Văn đều trực tiếp tìm những thần thoại sinh vật kia chiến đấu, chờ bị trọng thương về sau, lại dùng hỗn độn đảng chữa trị. Đáng tiếc vết thương cùng loại, chỉ khiến hỗn độn đảng trưởng thành một lần, nếu chịu vết thương cũng loại vô dụng, cho nên Chu Văn chỉ đổi phương pháp, cuối cùng sau 4 ngày, thời điểm hỗn độn đảng đang trị liệu cho Chu Văn, bắt đầu tiến hóa mà lúc này nhân vật tí hon còn bên trong hỗn độn đảng thời điểm hỗn độn đảng tiến hóa vẫn còn duy trì trạng thái này chu văn có thể cảm giác được rõ ràng nguyên khí bên trong hỗn độn đảng đang nhanh chóng thuế biến trở nên càng thêm tinh khiết biến càng thêm áp suất hiệu quả trị liệu càng tăng cường rõ ràng không bao lâu nguyên khí bên trong hỗn độn đảng lại ngưng kết thành sương mù sương mù lại hóa thành giọt nước giọt nước càng ngày càng nhiều biến thành một loại chất lỏng tràn đầy toàn bộ hỗn độn đảng đến lúc này cuối cùng hỗn độn đảng đã hoàn thành tiến hóa chu văn vẫn còn bên trong hỗn độn đảng nhưng dễ dàng cảm giác được chất lỏng bên trong hỗn độn đảng lại một loại nguyên khí cao cấp các phương diện khác đều mạnh hơn nguyên khí bình thường nhiều nhưng nhìn tư liệu hỗn độn đảng một chút phát hiện hỗn độn xác thực đã là tiến hóa thể chẳng qua tên không thay đổi vẫn là hỗn độn đảng khác biệt so với mệnh hồn khác chu văn bị thương lần nữa tiến vào bên trong hỗn độn đảng trị thương Tốc độ trị liệu quả nhiên nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ năng lực của Hỗn Độn Đảng chỉ là trị liệu thôi sao? Chu Văn không thể nào thất vọng, dù sao năng lực trị liệu biến thái này có thể so sánh với tốc độ khôi phục của Lý Huyền. Có điều Lý Huyền có thể một bên chiến đấu một bên tự lành, mà một khi Chu Văn sử dụng Hỗn Độn Đảng lại không thể làm cái gì, chỉ có thể co lại bên trong dưỡng thương. Chu Văn cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại trước tiên đem mệnh hồn Hỗn Độn Đảng tấn thăng hoàng mỹ thể hãng nói hiện tại chu văn điên cuồng trong game tìm tai vạ cơ hồ mỗi loại đều chịu một lần thương tích mặc dù vẫn chưa tấn thăng tới hoàng mỹ thể có điều nó khiến chu văn có thể hiểu sâu sắc hơn với đủ loại năng lực của dị thứ nguyên sinh vật dù sao đích thân thể nghiệm qua đủ loại kỹ năng của bọn chúng hoàn toàn không giống việc chỉ dùng ánh mắt nhìn hiện tại chu văn đối với đủ loại kỹ năng đều hiểu rõ trong lòng bàn tay kỹ năng khi nào đạt mạnh nhất sau khi đánh vào người sẽ có phản ứng thế nào chu văn biết rõ rành rành Mặc dù vậy, hỗn độn đảng vẫn chưa đủ tấn thăng hoàng mỹ thể, Chu Văn cảm giác nó đang mạnh dần, chẳng qua tốc độ mạnh lên của nó quá chậm. Đã không có cái gì khiến ta nhận thương tích, vậy phải làm sao bây giờ? Lại đi tìm dị thứ nguyên lĩnh vực mới sao? Chu Văn suy nghĩ một chút, tìm dị thứ nguyên lĩnh vực mới cũng không dễ như vậy. Cuối cùng Chu Văn khẽ cắn răng. Xem ra chỉ có thể tiến vào trong đó. Chu Văn vô cũng không tìm nguyện mở phó bản hoàng tuyền thành, tiến nhập vào bên trong về sau, chờ thời gian hình phòng mở ra, tiến vào hình phòng thứ nhất. A. 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 Không lâu sau đó, Chu Văn từ hình phòng tiếp theo ra, sau đó sử dụng hỗn độn đảng trị thương, tiếp theo lại tiếp tục đi hình phòng khác, tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến, chỉ chốc lát sau Chu Văn lại ra ngoài, tiếp tục trị thương. Chu Văn trên đường hoàng tuyền thành xuyên qua, nhận hết đủ loại hình phạt, cái gì roi hình, thiêu chết đều không đáng kể, hình phạt biến thái như ném xuống chảo dầu đóng đinh trên người đây toàn là những hình phạt thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng có điều chu văn cố nhịn lại mệnh hồn hỗn độn đảng lại hiệu quả phi thường tốt chu văn mỗi lần trị liệu về sau có thể rõ ràng cảm ứng được hỗn độn đảng đang nhanh chóng trưởng thành chu văn vừa thống khổ vừa vui sướng thống khổ trên thân thể cũng không cách nào che giấu vui vẻ trên tinh thần có điều coi như chu văn cũng có mấy loại hình phạt cũng không tiếp thụ được Tỷ như hình phạt ngựa gỗ trước đó Chu Văn kiến nghị cho Lưu Vân. Còn có một số hình phạt, sau ngựa gỗ hình càng đáng sợ hơn, Chu Văn không dám bước vào. Chu Văn mỗi ngày đợi đến thời gian hình phòng mở cửa, sau đó đi qua nhận hình phạt, chút hình phạt này đừng nói một ngày, coi như 10 ngày nửa tháng cũng không dám nếm thử lần thứ hai. Hoàng Tuyền Thành chủ nói phải trải qua tất cả các hình phạt, mới có thể thấy Hoàng Tuyền Thành chân chính, cũng không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Trong lòng Chu Văn có chút tò mò, có điều mấy hình phạt kia khiến hắn không thể nào tiếp thu được, cuối cùng vẫn từ bỏ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Chu Văn đã thử một lần đại bộ phận hình phòng trong Hoàng Tuyền Thành, mơ hồ cảm thấy mơ hồ cảm thấy hỗn độn đảng sắp tấn thăng, nhưng vẫn kém chút. Không được, ta lại phải tìm một chỗ ăn đòn khác. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đi một chút dị thứ nguyên lĩnh vực xa lại, sau khi bị thương quá nguy hiểm, còn không bằng đi tìm người tới đánh hắn không biết gần đây phong thu nhạn luyện đao pháp thế nào đi tìm hắn bồi luyện một chút cũng tốt chu văn dùng điện thoại liên lạc phong thu nhạn chu văn nói muốn cùng phong thu nhạn luận bàn một chút hắn không thể nói ta muốn bị đánh ta muốn thụ thương ngươi tới đánh ta đi thời điểm tới sân luyện tập phong thu nhạn đã đứng nơi đó chờ hắn nhưng khiến chu văn có chút ngoài ý muốn chính là cách liệt và toa đế cũng ở đây trò chuyện mới biết được phong thu nhạn gần nhất đều cùng cách liệt toa đế cùng nhau luyện tập. Gia hỏa phong thu nhạn này quả thật là một tên võ si, trước kia là Minh Tú, sau này là Lý Huyền, hiện tại cách liệt và toa đế cũng không buông tha. Chu Văn thầm nghĩ. Đao pháp của ta gần đây cũng có chút tiến bộ, còn mời huấn luyện viên chỉ giáo. Phong thu nhạn cầm một thanh luyện tập đao nói. Tại sao ngươi không dùng mệnh hồn làm đao? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Trước kia phong thu nhạn chiến đấu, vô luận luyện tập hay thực chiến đều dùng mệnh hồn đao hôm nay không biết tại sao hắn đột nhiên cầm luyện tập đao nếu như bình thường nói phong thu nhạn dùng luyện tập đao cũng không có vấn đề gì nhưng chu văn chuyên môn tới thụ thương phong thu nhạn dùng luyện tập đao sao có thể đã thương người gần đây ta luyện tập cùng toa đế vì muốn phá giải năng lực của nàng ta chỉ có thể thử nghiệm đổi mới đao pháp của mình cho nên phong thu nhạn giải thích nói thì ra là thế có điều ngươi vẫn nên đổi thành mệnh hồn đau đi ta muốn tìm cảm giác trong thực chiến tốt nhất khiến ta thụ thương chu văn nói vẻ mặt phong thu nhạn vô cùng nghi hoặc nhìn chu văn huấn luyện viên tại sao ngươi muốn bị thương chu văn đành phải giải thích nói một người không phạm qua sai lầm hắn không biết cái nào là đúng là sai nếu không nhận qua thương tích tự nhiên không biết sau khi bị thương nên xử lý như thế nào cho nên ta muốn chịu thương thử xem mùi vị bị thương thế nào Phong thu nhạn nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Huấn luyện viên nói rất đúng, ta hiểu rồi. Nói xong, phong thu nhạn cầm luyện tập đao cất, sau đó sử dụng mệnh hồn đao của mình. Nhưng lời này của Chu Văn trong tai của Cách Liệt và Toa Đế lại khiến họ có ý nghĩ khác. Tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực săn giết dị thứ nguyên sinh vật, việc thụ thương là chuyện quá bình thường, bằng không học viện cũng không tổ chức bệnh viện chuyên môn. Ngay cả Toa Đế có được Odin chi nhãn đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ chịu chút thương tích, dù sao tình huống bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực đều có thể phát sinh, lực lượng của một người khó có thể chưởng khống hết thảy. Nhưng Chu Văn nói như vậy, như hắn chưa bao giờ nhận qua thương tích, lại muốn tìm cảm giác bị thương, khiến cả hai người cách liệt cùng toa đế cảm thấy hắn không khỏi cũng quá khoa trương. Mặc dù Chu Văn xác thực rất mạnh, có điều đao pháp của phong thu nhạn hiện tại sắp đến trình độ ngay cả Odin chi nhãn cũng không tránh nổi, nếu Chu Văn không cẩn thận, sợ rằng sẽ thụ thương thật toa đế nói cách liệt và toa đế cũng luyện tập với phong thu nhạn đối với sự kinh khủng của phong thu nhạn hiểu biết tương đối sâu cảm thấy nếu chu văn cứ khinh thị phong thu nhạn nhất định ăn nhiều thua thiệt chu văn không dùng vũ khí một là luyện tập đau không ngăn được mệnh hồn đau thứ hai là chu văn vốn đây để chịu thương không định cản huấn luyện viên cẩn thận phong thu nhạn dứt lời rút đau liền trảm còn không nhìn thấy ánh đao chu văn cũng cảm giác cả người rùng cả mình nhanh chóng bước chân lướt ngang sau đó thấy ánh đao của phong thu nhạn lướt qua bờ vai của hắn tốc độ thật sự nhanh đao của phong thu nhạn nhanh lại có thể so sánh với thần kỷ thiên ngoại phi tiên khiến chu văn rất kinh ngạc phong thu nhạn một đao chưa trúng đao thế buông thả liên tục chém xuống như trường giang đại hải buông xuống đây là đao pháp mà toa đế nhìn thấy mà không trốn thoát Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên cũng cần phải dùng toàn bộ tinh thần đối phó, nếu có chút sai lầm, có thể bị một đao bổ trúng. Bắt đầu Chu Văn chỉ muốn luyện tập với phong thu nhạn một thoáng, sau đó tình cờ nhận thương tích, sau đó trở về dưỡng thương. Có điều đao pháp của phong thu nhạn quả thực khiến hắn giật mình, không khỏi muốn nhìn thêm một chút, cảm xem càng thấy thú vị, trong lúc nhất thời quên mất chuyện bản thân muốn nhận thương tích. Toa đế thấy Chu Văn dưới thế công cường bạo của phương nhược tích, chẳng qua trốn tránh không hoàn thủ trong lòng rất đổi giật mình dưới tình huống bình thường với tố chất thân thể nhân loại tốc độ di chuyển của thân thể khẳng định không thể nhanh bằng đao nhưng chu văn có thể né tránh đao phong thu nhạn chẳng qua vậy đã đủ chứng minh chu văn nhanh hơn phong thu nhạn đao pháp của phong thu nhạn có tính bạo tạc từ đầu đến cuối vô pháp chạm đến chu văn chiến ý trong lòng lại càng thêm tăng toàn lực bộc phát ra lực lượng của mình khiến đao càng ngày càng nhanh mệnh cách của hắn là khoái đao thiên vương khiến đau của hắn càng lúc càng nhanh, trước đây hắn muốn khống chế đau của mình, không để nó thoát khỏi khống chế của bản thân. Hiện tại hắn đi ngược lại con đường cũ, khiến đau của mình càng lúc càng nhanh, không đi tận lực khống chế, đau nhanh vượt qua hạn mức khống chế rất nhiều, nhưng dưới trạng thái này, bản thân phong thu nhạn cũng không khống chế nỗi đau của mình, hoàn toàn dựa vào cảm giác. Nếu không phải thời điểm tuyệt cảnh, Phương Nhật tích tuyệt đối không dùng loại đao pháp này, bởi đây chính là loại đao pháp liều mạng. Dù vậy, đao của Phong Thu Nhạn từ đầu đến cuối không thể đụng tới Chu Văn, cuối cùng tốc độ của đao thực sự quá nhanh, khiến Phong Thu Nhạn không thể khống chế, đao trong tay bay ra ngoài. Chu Văn đang chiến đấu tới điểm hưng phấn, đột nhiên thấy đao bay ra ngoài, bản thân vẫn chưa thụ thương, lập tức có chút buồn bực. Hắn tới đây để nhận thương tích, không phải đi chơi không? Ngay sau đó Chu Văn vừa ngoan tâm, trực tiếp phi thân hướng về đao đụng tới, mạnh mẽ dùng thân thể đụng vào đao của Phong Thu Nhạn, khiến mệnh hồn đau chém sượt qua xương sườn của hắn. Một chiêu kia của Chu Văn khiến Toa Đế, cách liệt cùng Phong Thu Nhạn đều xem ngây người. Bản thân Phong Thu Nhạn cũng không khống chế nổi đau, căn bản không đã thương được Chu Văn. Hắn đâm đầu vào. Huấn luyện viên, ngươi không sao chứ? Phong Thu Nhạn tiến lên xem xét vết thương trên người Chu Văn, đồng thời thu hồi mệnh hồn của mình. Không có việc gì, ngươi còn chiêu nào nữa không? Ta muốn xem thử một chút. Thủ thương dưới chiêu thức khác nhau có tư vị gì? Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn nói: "Ta chỉ biết dùng đao." Phong Thu Nhạn thấy vết thương của Chu Văn cũng không mất nhiều máu, lúc này mới yên tâm. Không bằng hai ngươi đều lên thử. Chu Văn đánh chủ ý tới cách Liệt và Toa Đế, bọn hắn đều đến từ trung cực gia tộc Bắc khu, kỹ pháp không giống người Đông khu, vết thương bọn hắn gây ra hẳn sẽ có chút hiệu quả. Huấn luyện viên nói đùa chúng ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi toa đế lắc đầu nói nói cái gì cũng không chịu đánh cùng chu văn chu văn bất đắc dĩ đành phải trở về sử dụng hỗn độn đảng trị thương cái tên kia thật sự là nhân loại sao lại lấy thân thể ngạnh đao vẻ mặt cách liệt cố quái nói toa đế giận dữ nói tự như lời hắn nói hắn muốn biết mùi vị thụ thương nhưng hắn thực sự quá mạnh căn bản không ai có thể khiến hắn thụ thương thân pháp như vậy coi như độc cô gia am hiểu thân pháp nhất sợ chẳng có mấy người đạt tới trình độ kia cách liệt sợ hãi than vãn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha